Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện trọng sinh chi nữ tướng tinh, chuyển thể thành phim cầm nguyệt như ca của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Không phải chuyện đó. Tiêu giác nhíu mày, ánh mắt sắc bén dừng lại. Người nói, năm đó cô nương. Hoa Du tiên gật đầu bối rối. Cô bé đeo mặt nạ đó, tiếu thiếu ra không biết sao. Ánh mắt tiêu giác lập tức trở nên khó tin cô nương chẳng lẽ tiếu thiếu gia đến giờ vẫn không biết hoa du tiên cũng kinh ngạc năm đó tiếu thiếu gia cố ý gọi người thay đổi rượu bích phương của cô bé thành tường vi lộ ta cứ tưởng thiếu gia đã biết từ lâu cô như nhớ ra điều gì mắt cong lên lúc đó ta cố ý đùa nàng khiến nàng đỏ mặt tía tai rất thú vị tiêu giác giật mình lẩm bẩm ta không biết khi đó tiêu giác cảm nhận được rượu bích phương thâm nồng sợ rằng sẽ khiến người uống say mê Hòa Như Phi vừa bị người đánh, mới thoa thuốc không lâu, nếu uống rượu thì nên uống loại nhẹ. Vì vậy, tiêu giác bảo Hoa Du Tiên đổi thành tường vi lộ ngọt ngào. Nhưng tiêu giác không thể ngờ rằng, Hoa Du Tiên lại nói Hòa Như Phi là cô nương. Ngươi có thể chắc chắn. Tiêu giác nhìn nữ tử trước mặt. Nàng là nữ nhân, ta lớn lên ở nhập vân lâu, thỉnh thoảng có các tiểu thư giàu sang giả trang nam tử đến chơi. Mẹ ta dặn các tỉ muội nếu gặp cô nương giả trai, đừng vạch trần họ, để họ vui chơi thoải mái che chở họ một chút là đủ vì vậy nếu thật là nữ giả nam trang ta có thể nhìn ra ngay cô bé đeo mặt nạ đó thực sự diễn vai nam tử rất tốt không có dấu hiệu của việc đeo trang sức nữ hành động cũng giống nam nhân bình thường chỉ là ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng nên mượn cớ ngồi gần nàng cô cười nàng rõ ràng là bó ngực nhưng rất căng thẳng ta trêu một chút thì nàng bối rối ngay tuy nhiên tấm mặt nạ đó rất đáng sợ nếu là người khác, chắc không nhận ra. Hơn nữa, lúc đó các tiểu thiếu gia ít tiếp xúc với nữ nhân, không nhận ra nàng là nữ cũng là điều tự nhiên. Tiêu giác không biết nói gì. Hắn ở cùng Hòa Như Phi không lâu, chỉ hơn một năm, nhưng trong suốt thời gian đó, chưa bao giờ nghi ngờ Hòa Như Phi không phải nam tử. Đột nhiên nghe từ miệng Hoa Du Tiên, thật khó tin. Nhưng hắn biết rõ, Hoa Du Tiên không phải người nói lung tung, nếu cô ấy đã nói như vậy thì chắc chắn là có cơ sở xem ra hôm nay vị hòa cô nương này không phải là người cùng với tiểu thiếu gia năm đó hoa dù tiên tò mò nhìn tiêu giác ta còn tưởng tiếu thiếu gia chăm sóc vị cô nương này giống như năm đó cứ tưởng là cùng một người lúc này lòng tiêu giác rối bời nghe vậy lắc đầu nàng không phải sợ công tử dường như cũng quan tâm đến hòa cô nương hoa dù tiên chống cằm động tác này làm cô trông càng hoạt bát nhưng ta thấy vị cô nương kia thích ngươi Tiêu giác ngước mắt nhìn cô. Thiếu gia chắc không biết. Hoa du tiên cười nhẹ. Hôm nay trên bàn rượu, thời gian nàng nhìn ngươi nhiều hơn nhìn sở công tử. Hơn nữa, khi Thải Liên gọi người đến mời rượu, hòa cô nương căng thẳng đến mức suýt làm rơi chén. Nếu thiếu gia thích hòa cô nương, cần chủ động một chút. Một bông hoa đẹp, không chỉ một người muốn hái. Nói xong, cô ngồi thẳng lên, nhấc bầu rượu trên bàn trong đình nghỉ mát, nói. Ta cũng say rồi, về phòng nghỉ trước tiểu thiếu ra cứ ngồi đây suy nghĩ, suy nghĩ rõ ràng, ngày mai sẽ sáng tỏ. Cô cúi đầu chào tiêu giác. Cáo từ. Hòa dù tiên biến mất ở cuối hành lang, tiêu giác ngồi trong đình nghỉ, nhìn chiếc đèn lồng trên bàn. Nói nhiều như vậy, đến giờ điều khiến hắn chấn động nhất vẫn là, hòa như phi lại là nữ tử. Không ai thấy mặt hòa như phi dưới chiếc mặt nạ, từ đầu hòa như phi đã là nữ tử, hay chỉ khi theo đám người hắn đến kim lang mới là nữ tử tiêu giác trầm tư một lúc, cảm thấy kết luận là Hòa Như Phi không bị tráo đổi khi đến Kim Lăng, chính là người mà họ biết ở Hiền Sương Quán. Nói cách khác, Hòa Như Phi ở Hiền Sương Quán và hiện tại đều là nữ tử. Trong khoảnh khắc, những hành vi kỳ quặc của Hòa Như Phi đều được giải thích hợp lý. Vì sao nàng luôn mang mặt nạ che cả khuôn mặt, ngay cả khi ngủ cũng không tháo xuống. Vì sao những người hầu cận của Hòa gia lại xa lánh Hòa Như Phi, chưa bao giờ hầu hạ thân cận vì sao chưa từng ai thấy Hòa Như Phi tắm suối nước nóng, vì sao Hòa Như Phi có sức lực yếu, dáng người thấp bé, gầy yếu hơn những thiếu niên bình thường. Vì Hòa Như Phi là nữ tử, nhưng khi Văn Tuyên Đế tháo mặt nạ Hòa Như Phi, rõ ràng là thân nam nhi thật. Trận chiến Hoa Nguyên lại hiện lên trong đầu hắn, Hòa Như Phi dũng cảm như thế, nhưng lại thảm bại ở Hoa Nguyên, thân tín bên cạnh đều chết trận, giống hệt trận chiến Minh Thủy trước đây trận chiến minh tùy diệt khẩu vì phó tướng tiêu trọng vũ biết chân tướng chủ tướng bị mưu hại vậy lý do diệt khẩu trong trận chiến hoa nguyên là gì những thân tín bị chiến tử đó đã phát hiện ra bí mật gì nghĩ đi nghĩ lại bí mật lớn nhất đơn giản là phi hồng tướng quân đi theo trên chiến trường năm đó và phi hồng tướng quân được bệ hạ phong hiện tại không phải cùng một người thậm chí khác biệt rất nhiều phi nô từ bóng tối Nô đi ra, lòng cũng không giấu nổi kinh ngạc. Năm đó cùng Tiêu Giác đến Kim Lăng, Phino cũng là một trong những vệ sĩ. Tự nhiên biết thiếu niên đeo mặt nạ đó là Hòa Như Phi, giờ mới biết Phi Hùng tướng quân trong mắt thế nhân, người nghe danh đã sợ, lại là nữ tử, sao không kinh hãi? Nhanh chóng báo cho Loan ảnh điều tra rõ mọi việc của Hòa Gia, từ khi Hòa Như Phi ra đời. Ngoài ra, trong phủ Việt Quân có còn binh sĩ nào từng tác chiến cùng Hòa Như Phi? trong bóng tối bảo vệ họ an toàn. Hắn đứng dậy. Chỉ sợ rất nhanh, đã có người muốn giết người diệt khẩu. Ánh mặt trời chiếu lên mặt, lông mi rung rinh, hỏa yến đưa tay che ánh nắng trói ngoài cửa, chậm rãi mở mắt. Trong phòng, một cô nương đang đặt cháo lên bàn, cười nói. Tiểu công tử tỉnh rồi, ta ngủ thiếp đi sao? Hỏa yến hỏi, đêm qua uống mấy chén tường vi lộ, buồn ngủ kỳ lạ, không biết ngủ từ lúc nào. Bây giờ tự lượng, Thật không thể so với kiếp trước, phải biết năm đó còn nhỏ, Hỏa Yến đã không đến nỗi uống không được mấy chén. Tiểu công tử ngủ sớm, là Tiếu Thiếu Gia đưa Tiểu công tử về phòng. Cô nương mím môi cười. Lâm Thiếu Gia và Yến Thiếu Gia đã tỉnh, dùng cơm xong rồi, đang chờ dưới lầu. Tiểu công tử ăn sáng xong, rửa mặt rồi xuống ngay nhé. Cô không cần hầu hạ Hòa Yến, dọn thức ăn xong, liền lui ra ngoài. Chắc là ý của Tiêu Giác, bây giờ nàng là nữ nhi trong nhóm này chỉ có Yến Hạ và Dương Minh Chi không biết. Nhưng ít nhất đến giờ, biết càng ít người càng tốt. Hỏa Yến ăn xong, sửa soạn lại rồi mới xuống lầu. Vừa xuống lầu, chỉ nghe Yến Hạ và Lâm Song hạc đang cãi nhau không dứt Yến Hạ nói. Không thể nào, hôm qua ngươi say trước, đừng có nói vậy, Yến Nam Quang, ta thấy ngươi uống nhiều quá, sao có thể ta say trước, ngươi đừng không nhận. Không tin ngươi hỏi Hoài Cẩn, Hoài Cẩn, là ta say trước hay hắn say trước? Không đợi tiêu giác trả lời, Yến Hạ liền ngắt lời. Ngươi hỏi hắn làm gì? Hắn là bạn ngươi, đương nhiên nói theo ngươi. Dù sao ngươi say trước, Yến Nam Quang, ngươi chơi xấu vậy, phu nhân ngươi biết không? Hỏa Yến xuống lầu, chào hỏi bọn họ, nhìn về phía tiêu giác đang ngồi trước cửa sổ. Hắn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì mà thần hồn lạc phách, đến mức không chú ý Hỏa Yến xuống lầu. Thật hiếm thấy, Hỏa Yến đi đến bên lâm song hạc, hỏi. Đô đốc sao vậy, trông có vẻ lo lắng. Lâm song hạc nhún vai. Ai biết, sáng sớm đã thế này rồi, có thể đang suy nghĩ về việc sau khi về sóc kinh. Hắn nói đơn giản, nhưng hỏa yến trong lòng có chút lo lắng. Chẳng lẽ đêm qua nàng uống say nói gì mê sảng, thật sự không nhớ gì cả. Nhưng, hỏa yến nhìn quanh một lượt. Sao không thấy Dương Đại Nhân và Sở Tứ Công Tử? Có vẻ đêm qua họ không ở Nhập Vân Lâu, chắc là đi giảng cứu. Dương Minh Chi vốn không thích nơi này, còn sợ Tử Lan. Lâm Song Hạc nhìn Hòa Yến, chậm rãi nói. Nếu hắn ở Nhập Vân Lâu đêm qua, về Sóc Kinh, Từ Phinh Đình có thể lột ra hắn, chưa kể, cả Nhập Vân Lâu cũng gặp hỏa theo. Vậy nên hắn coi như đã làm việc tốt. Đang nói chuyện, Yến Hạ chạy đến bên tiêu giác, vỗ mạnh lên bàn. Tình hồn. Tiêu giác mở to mắt. Không phải nói buổi sáng còn muốn đi tìm Dương Minh Chi. Nhanh lên. Yến Hạ rất gấp. Muốn nói gì thì nói nhanh lên, đừng chậm trễ hồi kinh. Hắn xoa tay. Ta đã hẹn với thừa tú thời gian về kinh, chậm một ngày cũng không được. Từ lúc biết Yến Hạ là... Phu điển hình. Hắn không chút che đậy, trong 10 câu có 8 câu là về phu nhân mình. Tiêu giác không để ý đến sự khoe khoang này, đứng lên, nói với mọi người. Đi thôi. Khi lên xe ngựa, Hoa Yến mới có dịp hỏi vấn đề mình quan tâm. Đồ đốc, Yến tướng quân, chúng ta đi tìm Dương Đại Nhân để làm gì? Có lẽ vì đêm qua mọi người cùng uống rượu, Yến Hạ coi hỏa Yến là... Người một nhà. Không giấu giếm, nói. Không biết, chỉ nói là liên quan đến ô thác, dù sao đến rồi sẽ biết. Nhắc đến ô thác, hắn cũng trở nên nghiêm trọng. Không biết tình hình bên sóc kinh thế nào. Phủ Dương cách nhập vân lâu không gần cũng không xa, khoảng mấy nén nhang thời gian, xe ngựa đã dừng trước cửa phủ. Dương Minh Chi là kim lăng tuần phủ, nhưng phủ đệ rất đơn giản nhìn sơ qua không khác nhà người thường hỏa yến nhớ lúc trước lưu thụy làm kim lăng tuần phủ nghe đám bạn nói phủ đệ xa hoa vô cùng đến mức các thiếu niên trộm thân khế suýt lạc trong hoa viên dương minh chi không tham đồ phú quý ít nhất tâm không đổi vậy tại sao năm đó lại nói những lời tổn thương bạn mình hỏa yến nghĩ ngợi trong lòng theo đám người tiến vào đại môn phủ dương minh chi hạ nhân không nhiều trông như nhà của một người đọc sách bình thường trong thành kim lăng. Hoa viên không được chăm sóc kỹ, trồng chút cây trúc, đường sảnh bài trí lác đác, chủ yếu treo các loại tranh chữ sơn thủy. Hỏa Yến đi xem, không phải tranh chữ của danh gia, tất cả đều do Dương Minh Chi tự viết. Trên bàn còn bầy tờ giấy vừa viết xong, chưa kịp bồi. Mười năm học đọc sách, nhan sắc vẫn còn tốt đẹp. Không lùi bước đời, trọi gà đông giao đảo, phú quý như phù vân, kim ngọc không là bảo một khi quyết trí, nghiêm xương bị sức kính thảo, chí khí nhiều mất, khóc dưới ôm ấp. Hỏa Yến khẽ giật mình, tại sao Dương Minh Chi lại viết thế này? Hắn châm chọc ai, và khóc vì ai? Chưa nghĩ ra lý do, nghe thấy tiếng người từ trong đi ra, nói. Các người đã tới. Chính là Dương Minh Chi. Hôm nay hắn không mặc quan bào, chỉ mặc thường phục, càng khiến người ta khó liên hệ hắn với Kim Lăng Tuần Phủ. Mọi người tự tìm chỗ ngồi, Dương Minh Chi sai gã sai vặt châm trà. Hương trà lượn lờ, Yến Hạ bưng chén trà, nhìn Dương Minh Chi, hỏi. Có chuyện gì nói thẳng đi, ở đây không có người ngoài, người sai người nói có chuyện quan trọng, cần làm gì. Dương Minh Chi trầm mặc một chút, rồi nói. Ta nghe nói, các người từ nhuận đô đến. Sao, uy danh của bản tướng quân truyền đến tai ngươi? Yến Hạ đắc y nói. Thật là từ nhuận đô đến, nếu không có ta mang theo viện quân đến kịp, nhuận đô đã bị người ô thác giết sạch. Người không biết lúc đó nguy cấp thế nào, chúng ta đến nơi, tổng binh thành nhuận đô đã bắt đầu ăn người rồi. Nói đến đây, mắt Yến Hạ lóe lên tia căm ghét. Thật đáng ghê tởm. Yến Hạ vừa nhắc đến công lao của mình, đã nói không ngừng. Dương Minh Chi rõ ràng không muốn nghe hắn khoe khoang, cắt lời. Tiêu Đô Đốc, trận thủy chiến tế Dương và trận nhuận đô, người đều có mặt, cảm giác về những người ô thác đó thế nào? Tiêu Giác, không tốt lắm. Tiêu giác bình thản, Hỏa Yến vội giải thích. Tôi cũng có mặt trong trận thủy chiến tế Dương và trận nhuận đô. Dương Đại Nhân, những người ô thác đó rất hung tàn, có chuẩn bị kỹ lưỡng. Thủ đoạn rào hoạt, lại tại nhuận đô ngoài thành trắng trận đồ sát bách tính đại ngụy, thật đáng giận. Dương Minh Chi nhìn nàng, hỏi. Bọn họ có ý định chiếm đất đại ngụy? Hỏa Yến. Rõ ràng. Dương Minh Chi nhẹ gật đầu. Ta cũng nghĩ vậy. Người khắp thiên hạ đều nghĩ vậy. Lâm Song Hạt nói, chẳng lẽ không đúng, Triều đình không nghĩ vậy. Mọi người sững sờ, nhìn Dương Minh Chi. Dương Minh Chi cau mày, thần sắc rất nghiêm trọng. Ta nhận được tin, sứ giả Ô Thác đang trên đường về Sóc Kinh. Trong triều, phe chủ chiến và phe chủ hòa tranh chấp không ngừng, bệ hạ có ý chủ hòa. Điên rồi. Không đợi Dương Minh Chi nói xong, Yến Hạ đã trách móc. Người ta đã đánh đến cửa nhà, sao còn chủ hòa? tưởng rằng Phật tổ xuống trần phổ độ chúng sinh sao." Dương Minh chi lắc đầu, "Không chỉ vậy, họ đề nghị thiết lập xác trần trong lãnh thổ Đại Ngụy, hai nước liên hệ thương mại." Chương 192, Hoài nghi. Lời vừa dứt, trong phòng mọi người đều im lặng, ngay cả Lâm Song Hạc, người từ trước đến nay không làm việc nghiêm túc và không quan tâm đến quốc sự, cũng hiện rõ vẻ khó hiểu khi nghe những lời đó. Dù sao thì quân địch dẫn binh xâm lược và thất bại, nhưng thiên tử nhà mình lại luôn suy nghĩ cho họ, nghe như một trò đùa. Hiện tại trong triều đình, thái tử, Từ Tương và phần lớn các văn thần đều chủ hòa, võ tướng thì chưa tỏ rõ thái độ. Dương Minh Chi nhìn Tiêu Giác, "Ta muốn hỏi các ngươi, các ngươi sẽ làm thế nào?" "Cần gì phải nói?" Yến Hạ nói, "Chúng ta không phải là những kẻ hèn nhát, người khác đến đánh vào mặt, còn muốn đưa mặt khác cho họ đánh tiếp sao? Ta nhất định phải đuổi người ô thác về nhà." để họ sau này không dám bước vào đại ngụy nữa. Vậy thì ta yên tâm. Dương Minh Chi trầm giọng nói. Chỉ là, không biết lời các ngươi nói có thể khiến bệ hạ thay đổi ý định không? Gần đây, người ô thác có những động thái lạ, mọi người mới đứng dậy rời ghế. Vì tin tức Dương Minh Chi mang tới, tiêu giác và đồng đội không có ý định ở lại Kim Lang lâu. Sứ giả ô thác đã trên đường đến Sóc Kinh, họ cần nhanh chóng về Sóc Kinh diện thánh. Hiện tại, Phần lớn người trong triều đình là người của Từ Tương, dù không phải cũng bị áp chế không dám nói gì. Nếu thật sự đồng ý cầu hòa với Ô Thác, thậm chí mở trận đấu tại Đại Ngụy, sẽ có trăm hại mà không một lợi cho Bách Tính Đại Ngụy. Sau khi tập hợp binh mã lại, đám người ăn trưa rồi lên đường. Tiêu Giác và Yến Hà cưỡi ngựa dẫn đầu, hòa Yến và Lâm Song hoặc ngồi chung xe ngựa, Sở Chiêu và Ứng Hương ngồi xe ngựa phía cuối. Khi hai người cưỡi ngựa song hành, Tiêu Giác hỏi: sau khi hiền xương quán ngươi có gặp hòa như phi không yến hạ ngạc nhiên rồi nói ta không quen hắn chỉ sau khi phong tướng gặp vài lần cũng chỉ nhìn từ xa nhưng từ khi phong tướng ngoài trận hoa nguyên ngươi có thấy hắn mang quân lần nào không ta thấy hắn sống an nhàn quá lâu trận hoa nguyên mới như vậy ngươi hỏi hắn làm gì muốn ôn chuyện với hắn sao tiêu giác không trả lời tiếp tục hỏi sau này ngươi gặp hòa như phi có gì khác biệt so với trước kia có gì khác biệt sao yến hạ nhíu mày làm sao ta biết ta không theo dõi hắn nhưng mấy năm nay hắn có vẻ lớn lên chút cao hơn trước cũng có vẻ khéo léo hơn trong cách nói chuyện trước khi ta đi lăng quận nghe nói hòa gia có ý cưới vợ cho hắn tiêu hoài cần hắn liếc nhìn đồng bạn bên cạnh nếu hòa như phi cưới vợ trước ngươi ngươi không phải là thua kém hòa như phi rồi sao tiêu giác không để ý đến hắn thúc ngựa đi trước trong xe ngựa Hòa Yến không biết Tiêu Giác và Yến Hạ vừa có cuộc đối thoại như thế nào. Càng gần sóc kinh, nàng càng lo lắng. Lâm Song Hạc cũng nhận ra, ngồi đối diện nàng, hỏi. Hòa muội muội, có chuyện gì sao? Từ khi đến nhuận đô ta đã thấy ngươi không ổn, như có tâm sự. Những ngày này ngươi ít nói hơn, có gặp phiền toái gì không? Cứ nói cho Vi Huynh, Vi Huynh sẽ giúp ngươi nghĩ cách. Hòa Yến cười khổ một tiếng, nàng chỉ nghĩ, sau khi trở về sóc kinh, làm sao vạch trần hòa như phi hiện nàng là võ an lang về thân phận còn có thể tiếp cận hòa gia và hứa gia hơn so với trước khi là con gái của giáo úy kia nhưng chức quan võ an lang này có nhiều hạn chế nhân chứng chứng minh thật giả của hòa như phi đã bị hắn diệt khẩu chứng minh sự thật là khó chỉ có thể từ hắn mà ra tay và người bảo vệ bí mật này chính là hứa gia nếu có thể ra tay từ hứa gia hứa gia vì tự vệ sẽ kéo hòa gia vào họ sẽ tự loạn trận cước, đồng minh vì lợi ích kết thành sẽ không quá vững chắc. Hỏa Yến đang mày nghĩ, đột nhiên bị Lâm Song Hạc giơ tay trước mặt. Hòa muội muội. Hỏa Yến nhìn hắn, nói. Ta đang nghĩ, sau khi trở về kinh sẽ làm gì? Nàng bẻ ngón tay. Lâm Huynh cũng biết, ta trốn từ sóc kinh, lại bị kéo vào một vụ kiện. Láng giềng biết ta là nữ tử, giờ chưa thể nghênh ngang trở về. Sợ rằng gặp phụ huynh cũng chỉ lén lút, lần trước bệ hạ tứ phong, ta còn để lại chút bạc, đủ thuê một ngôi nhà nhỏ, nhưng ta không tiện ra mặt, Lâm Huynh có thể thay ta xử lý. Tiền không thiếu phần nào cho ngươi. Lâm song hạc nghe nàng nói xong, vỗ đùi. Ta tưởng là chuyện gì to tát, chuyện nhỏ này để Vi Huynh lo. Hắn vén rèm xe, gọi. Hoài cẩn, hoài cẩn. Tiêu giáp đi chậm lại, quay ngựa trở về trước xe ngựa, hỏi. Chuyện gì? Lâm song hạc cười. Ta vừa hứa với Hòa Huynh, trở về Sóc Kinh sẽ thuê một ngôi nhà trong thành. Nhưng ngươi cũng biết, thuê nhà không phải ngày một ngày hai. Trước khi tìm được nhà, Hòa huynh có thể ở chỗ ngươi không? Tiêu gia của ngươi rộng lớn, cho Hòa huynh một gian không phải việc khó. Hòa Yến không ngờ Lâm Song Hạc lại nói vậy, vội nói: "Lâm huynh, ngươi vừa không nói vậy, đồ đốc, không sao, ta ở bên ngoài tìm quán trọ là được rồi. Ở khách sạn tốn nhiều tiền." Lâm Song Hạc nói: "Ngươi còn trẻ, không thể tiêu xài như vậy, không hiểu tiết kiệm sao? Nghe ta" ở nhà hoài cần đi hoài cần ngươi chắc chắn đi được không tiêu giác nhìn hỏa yến hỏa yến cứng đờ chỉ thấy hắn khẽ gật đầu được hỏa yến nói xong tiêu giác thúc ngựa đi trước lâm xong hạc thả rèm xe đắc ý nhìn hỏa yến ngươi thấy chẳng phải vẹn toàn đôi bên hỏa yến mệt mỏi dựa vào xe ngựa thầm nghĩ thật là nghiệt duyên không những không giữ được khoảng cách lại càng ngày càng gần đến mức ở nhà tiêu giác dù ở nhà tiêu giác cũng có lợi ích theo tiêu giác trong nhiều trường hợp, có thể sẽ gặp hứa chi hằng và hòa như phi nhiều hơn, không chừng phát hiện manh mối hữu ích. Nàng dằn xuống cảm giác nhẹ nhõm trong lòng, ho nhẹ một tiếng, thầm nói với mình, nhất định là như vậy. Trong thành sóc kinh, tại hứa gia kinh thành, bên ngoài thư phòng có gã sai vặt giữ cửa, bên trong có người nói chuyện. Trước chiếc bàn nhỏ có hai người ngồi, một người mặc áo xanh trông rất tự nhiên, hào hoa phong nhã, người còn lại là một công tử tuấn Mỹ, chỉ là giữa lông mày có vẻ nội liễm, thâm trầm. Hai người họ đang ngồi đối diện nhau trước bàn cờ, cả hai đều trầm ngâm. Trên bàn cờ, các quân đen trắng đan xen lẫn nhau, nhìn qua như một bàn cờ rối loạn. Hai người này, một là đại gia của nhà họ Hứa, Hàn Lâm học sĩ Hứa Chi Hằng, người kia là Hòa Như Phi, vừa trở về kinh không lâu sau khi giành chiến thắng trong trận Hoa Nguyên với người Ô Thác. Tiêu Nhị công tử sắp hồi kinh. Hứa Chi Hằng đặt một quân cờ quy đức trung lang tướng và tiêu nhị công tử sau khi trở về kinh chắc chắn sẽ dâng lời lên bệ hạ chủ trương quyết tâm đuổi người ô thác ra khỏi đại ngụy hòa như phi không nói gì chỉ im lặng nhìn bàn cờ hòa huynh còn đang nghĩ về chuyện ở hoa nguyên sao hứa chi hằng cười nhạt những người biết chuyện đó đều không còn trên đời nữa hòa huynh yên tâm sẽ không còn ai biết rõ bí mật này dù có ai biết cũng không có chứng cứ không thể lật lại hòa như phi liếc nhìn hắn hứa công tử dường như quá yên tâm, đừng quên, năm đó ở hiền xương quán, tiêu hoài cẩn, yến nam quang và cả lâm song hạc đều đã từng gặp hòa như phi. Thì sao chứ? Hứa chi hằng mở miệng khinh thường. Hòa như phi từ trước đến nay không thân thiết với đồng môn. Nếu thực sự thân thiết, thì dù có nhiều đồng môn cũng không ai phát hiện ra thân phận của hắn. Ta nghĩ hòa huynh lo lắng quá, dù tiêu hoài cẩn và yến nam quang có trở lại sóc kinh, người cũng không liên lạc nhiều với họ. Hòa như phi đặt một quân cờ. Chỉ mong là vậy. Trong lòng hắn chợt nhớ đến cơn ác mộng đêm qua. Trong mơ, hắn đang ở chiến trường Hoa Nguyên dẫn binh chém giết, đột nhiên có kiếm đâm từ sau lưng, hắn không kịp né tránh, bị đâm trúng ngực, khi ngã xuống, thấy một người tiến đến trước mặt mình, ngồi xuống bên cạnh. Đó là một người trẻ tuổi mang mặt nạ, mặc khải giáp, người đó chậm rãi đưa tay tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt quen thuộc, tú lệ khí khái hào hùng, hỏa yến mỉm cười nhìn hắn. Khẽ nói. Đại ca. Hòa như phi giật mình tỉnh dậy, sờ lên chán, toàn là mồ hôi lạnh. Rõ ràng Hòa Yến đã chết hơn một năm, cái tên này đã dần bị người đời quên lãng, hoặc có lẽ, nàng chưa từng được người đời nhớ kỹ. Thời gian trôi qua lâu như vậy, nhưng nàng vẫn xuất hiện trong giấc mộng của hắn, khiến hắn đêm không thể ngủ yên. Cái thị thiếp của người. Hắn nói, sắc mặt hứa chi hằng lạnh xuống. Đã chết. Hòa Yến chết dưới tay Hạ Huyền Như một tháng sau khi Hỏa Yến chết, hắn tìm lý do để giết Hạ Huyền Như. Thi thể bị kéo đến bãi Tha Ma, có lẽ đã bị chó hoang chia ăn. Ngày sau dù có điều tra ra gì, cũng có thể đổ hết lên Hạ Huyền Như. Ngày đó, tất cả tay chân và gã sai vật tham gia đều bị xử lý, toàn bộ người trong ngoài nhà họ hứa đều thay đổi một lần. Hỏa Yến trước kia là tướng quân, sau khi chết, nhiều hạ nhân cùng đi theo nàng, cũng coi như phu thê bọn họ đã từng có tình nghĩa. Rất tốt. Hòa như phi lạnh nhạt nói. Đừng để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Đúng lúc đang nói chuyện, bên ngoài thư phòng có người gõ cửa, hứa chi hằng đứng dậy mở cửa, một cô gái trẻ bước vào. Cô gái này tuổi còn trẻ, nhìn kỹ lại, giữa lông mày có nét giống hỏa yến, chỉ là không thấy sự kiên nghị của nữ tướng trên chiến trường, mà thêm vào đó là vài phần xinh đẹp ngọt ngào, như đóa hoa xuân yểu điệu trong thành sóc, từng cử chỉ đều rất dịu dàng, động lòng người. Đây là hứa chi hằng vừa mới cưới vợ hiện là hứa đại nãi nãi, hòa tâm ảnh, cũng là con gái thứ của hòa Nguyên Thịnh, đường muội của hòa Như Phi, em ruột của hòa Yến. Đại ca, phu quân, các người đang nói chuyện, tâm ảnh đã bảo người ở bếp làm ít điểm tâm. Hòa tâm ảnh cười đặt vài đĩa bánh xốp lên bàn nhỏ. Nếu mệt mỏi có thể ăn lót dạ một chút, cảm ơn ngươi. Hứa chi hằng nói giọng ấm áp, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình. Ngươi cũng ngồi một chút đi. Hòa tâm ảnh ngồi xuống bên cạnh hứa chi hằng, nhìn về phía hòa như phi cười nói đại ca mấy ngày nay không đến hứa ra cha mẹ vẫn khỏe chứ hòa như phi gật đầu đều khỏe ngươi không cần lo lắng hòa tâm ảnh không biết nên nói gì nàng và vị đường huynh này thật ra không thân thiết lắm tính tình của hòa như phi không lâu sau trở nên kỳ quái còn thường xuyên mang mặt nạ người trong nhà đều biết hòa như phi mang mặt nạ vì diện mạo xấu xí khi còn nhỏ hòa tâm ảnh thấy mỗi khi có đại yến Hòa Như Phi luôn lẻ loi trốn một góc, nàng còn có chút thương hại. Nhưng khi thử tiếp cận hắn vài lần, Hòa Như Phi như tránh bệnh dịch mà né tránh, lâu dần, Hòa tâm ảnh cũng dần mất hứng thú. Về sau, Hòa Như Phi đưa người nhà nhập ngũ, chắc chắn đã lập nhiều quân công. Tiếp theo, các tiểu thư chưa xuất giá của Hòa gia đều được hưởng lợi, trong đó có cả tỷ tỷ ruột của nàng, người nổi tiếng ốm yếu của nhị phòng Hòa gia. Khi Hòa Yến trở lại Hòa gia, Hòa tâm ảnh đã lớn. Lúc đó, Nhờ quan hệ của Hòa Như Phi, Hòa gia đã gả Hòa Yến vào một gia đình tốt. Hứa gia đại gia, Hứa Chi Hằng, tuổi trẻ đã là Hàn Lâm học sĩ, tuấn tú nhã nhặn. Hòa Tâm Ảnh từng đố kỵ với tỷ tỷ này, thân thể rõ ràng không tốt, lại nhiều năm không hồi kinh, trong các quý nữ kinh thành không ai biết đến nàng. Nhưng vừa trở về đã làm Hứa đại nãi nãi, thật là phúc khí lớn. Nhưng sự đố kỵ đó đã biến mất sau khi Hòa Yến chết. Hòa Tâm Ảnh cảm thấy đau lòng cho Hòa Yến. Mặc dù không có tình cảm gì nhiều với vị tỷ tỷ này, nhưng cuối cùng vẫn là máu ngủ tình thâm. Vừa có nhân duyên tốt, sắp được hưởng phúc, lại bạc mệnh như vậy. Kỳ lạ là, sau khi Hòa Yến chết, Hòa gia và hứa gia tổ chức tang lễ lớn, cả sóc kinh đều biết Hòa gia coi trọng vị nhị phòng nữ nhi dòng chính này, nhưng chỉ có Hòa Tâm ảnh hiểu, trong Hòa gia, ngoài mẹ ruột của nàng, tất cả mọi người, kể cả cha ruột, dường như không ai thương tâm. Tang sự thoáng qua, ngoài việc thỉnh thoảng có ai đó nhắc đến Hòa Yến và lau mấy giọt nước mắt, ngày thường trong phủ thậm chí không ai nhắc đến Hòa Yến. Như thể chưa từng có nữ nhi trường phòng nhị phòng của Hòa Gia. Hòa tâm ảnh luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không hiểu rõ tại sao người trong nhà lại lạnh nhạt với tỷ tỷ mình như vậy, trong khi Hòa Nguyên Thịnh lại chủ trì việc hôn nhân của nàng với hứa Chi Hằng, muốn nàng tiếp tục duyên nợ với hứa Chi Hằng. Hứa Chi Hằng tuy không có vợ, nhưng trong sóc kinh vẫn là người tốt được chọn làm hôn phu đặc biệt là sau khi Hòa Yến chết, sự thâm tình của hắn khiến nhiều cô nương yêu kính. Hòa tâm ảnh tuy biết hứa chi hằng xuất sắc, nhưng nội tâm cực kỳ không muốn vào hứa ra. Tỉ muội cùng chung một chồng, ở Sóc Kinh không phải chuyện mới lạ. Nhưng đa phần là nữ nghi dòng chính làm chính thê, thư nữ làm thiếp, chiếu ứng lẫn nhau. Làm gì có chuyện hai nữ nghi dòng chính lần lượt gả cho cùng một người, hòa ra không phải không gả được ai. Nàng còn trẻ, đẹp, gia thế tốt, tìm một thiếu gia môn đăng hộ đối làm chính phòng phu nhân chẳng phải tốt hơn làm hứa đại nãi nãi nhưng trong chuyện này người luôn sủng ái nàng là hòa nguyên lượng lại rất kiên quyết mẫu thân của nàng hòa nhị phu nhân tuy có ý muốn tranh thủ cho nàng nhưng bất lực trong hòa gia lời nói của nữ nhân luôn không được tính hòa tâm ảnh tâm không cam tình không nguyện gả vào hứa gia khi đến hứa gia hòa tâm ảnh mới phát hiện hứa chi hằng còn quan tâm ôn nhu hơn nàng tưởng một phu quân tuấn tú xuất sắc mọi việc đều chăm lo cho mình, rất dễ làm nàng siêu lòng. Hơn nữa, hứa chi hằng thực sự rất biết cách chiều lòng nữ nhân. Sự tiếc nuối và tưởng niệm dành cho vong thê mà hắn đôi khi bộc lộ càng khiến người ta nghĩ rằng, người này trọng tình trọng nghĩa, đáng để phó thác cả đời. Khi hòa tâm ảnh đến hứa ra, đường huynh hòa như phi thỉnh thoảng đến thăm nàng. Hòa tâm ảnh cảm thấy được yêu thương, nàng hiện là tiểu thư gà tốt nhất trong hòa gia, phúc khí mà hòa yến không thể hưởng, nàng được hưởng tất cả chỉ là đôi khi nàng cảm thấy không thực tế mà thôi đúng rồi đại ca phu quân hòa tâm ảnh nói hàng năm vào mùa thu ta đều cùng mẫu thân lên chùa miếu thắp hương cầu phúc năm nay dù không ở trong nhà ta vẫn muốn cùng mẫu thân đi hứa chi hằng cười nói tất nhiên có thể nếu ngày đó ta không có việc gì sẽ cùng ngươi đi hòa tâm ảnh mừng rỡ nói thật là tốt quá ngồi một lúc nàng đứng dậy ra cửa để hứa chi hằng và hòa như phi nói chuyện ra đến cửa thị nữ tiểu liễu bên cạnh nàng hỏi đại nãi nái có muốn về viện không hòa tâm ảnh lắc đầu đi dạo một chút viện tử vào mùa hè hồ nước xanh mướt ao nước yên bình như một tấm gương trong hồ nước hòa ra luôn trồng rất nhiều hoa sen đến thời tiết này hương sen tỏa ngát nhưng hồ nước hứa ra đừng nói hoa sen thậm chí không có một tòa giả sơn hứa chi hằng là người phong nhã chỉ có chỗ hồ nước này, phảng phất như một ao nước đỏ nhìn lâu, cảm thấy như một vực thẳm không đáy, lúc nào cũng có thể kéo người xuống. Tỷ tỷ nàng, Hỏa Yến, đã chết chìm ở đây, có lẽ vì vậy, có lẽ do liên hệ máu mù, mỗi lần đến đây, nàng luôn cảm thấy phong cảnh lạnh lẽo, nước lạnh khiến lòng không thoải mái. Hòa tâm ảnh rời ánh nhìn, tiểu liễu, thị nữ của hồi môn, hỏi nàng. Đại nãi nãi, sao ngài không ở trong phòng lâu hơn chút? Ở lâu hơn, người hứa ra sẽ càng đối tốt với ngài hòa tâm ảnh cũng hiểu lão gia và phu nhân hứa ra đối với nàng khoan hậu như vậy tám phần là vì nề mặt hòa như phi tình cảm huynh muội của nàng với phi hồng tướng quân càng thân thiết người hứa ra càng không dám đối xử lạnh nhạt với nàng hòa tâm ảnh lắc đầu cười tự diễu đại ca vốn không phải đến thăm ta ta ở trong đó bao lâu cũng không khác gì nếu ai biết hòa yến sẽ nhận ra khuôn mặt kiều nhuyễn ngọt ngào này trong mắt toát ra sự rõ ràng và sáng tỏ, giống hệt. Hứa đài nái nái. Trước đây, nhưng đó chỉ là tự lừa dối mình. Chưa đến một tháng, từ Kim Lăng đến Sóc Kinh, dừng chỉnh đốn đôi chút, thêm thời gian đi đường, cuối cùng đến trước cửa thành trước lập thu. Trước cửa thành Sóc Kinh, nghe tin đội ngũ đến, lính gác đã mở rộng cửa thành, binh mã vào thành, dân chúng bên đường chỉ trỏ về phía đội ngũ. Hỏa Yến và Lâm song hạc trốn trong xe ngựa, nhưng không quan tâm đến những lời chỉ trò, Lâm Song Hạc lòng ngứa ngáy khó chịu, nói với Hỏa Yến. Biết uy phong thế này, ta nên bảo Hoài Cần cho ta một con ngựa, ngồi trên ngựa, các cô nương cũng có thể nhìn rõ mặt ta hơn. Dù ngươi không ngồi trên ngựa, Lâm Huynh, các cô nương trong thành sóc kinh cũng đã rất rõ mặt ngươi. Hỏa Yến chân an. Điều này cũng đúng. Lâm Song Hạc nghe nàng nói, nghĩ kỹ lại, cũng thấy hợp lý. Hỏa Yến bản thân không có nhiều ý nghĩ về việc náo nhiệt này. Năm đó, khi mang theo thắng trận của quân việt về kinh cũng náo nhiệt như hôm nay nhưng lúc đó nàng mang mặt nạ cảm thấy rất không tự nhiên sợ bị phát hiện mánh khóe sau khi về hòa ra ngày hôm sau hòa như phi thực sự liền thay nàng tiếp nhận và gánh vác tất cả vinh quang hoặc trách nhiệm nàng chưa bao giờ dùng khuôn mặt thật để đối diện với tất cả những gì phi hồng tướng quân mang lại xe ngựa kẹt kẹt ngừng lại giọng yến hạ từ bên ngoài vọng vào các ngươi còn định ngồi trong đó bao lâu, sắp đến cửa cung rồi." Hỏa Yến khẽ giật mình, cùng Lâm Song hạt xuống xe. Sau khi vào thành, Sở Chiêu đã rời đi, chỉ cần nói một tiếng là xong. Hỏa Yến cũng không để ý, vốn không phải người đi cùng đường, chia hai đường là tự nhiên. Không lẽ nàng vào Tiêu phủ, Sở Chiêu cũng theo vào ở Tiêu phủ sao? "Đồ đốc, chúng ta sẽ?" Hỏa Yến hỏi. "Ta phải vào cung một chuyến." Tiêu Giác nhìn nàng, Ngươi chờ trong xe ngựa trước, chờ đá. Yến Hạ nghi ngờ nhìn hắn. Tại sao ngươi không mang tiểu tử này theo? Vào cung tất nhiên phải diện thánh, thừa cơ hội này, để bệ hạ nhận thức tiểu tử này, sau này có lợi cho hoạn lộ của hắn. Ngươi đã là cấp trên của hắn, nên tìm mọi cơ hội cất nhắc thuộc hạ. Hay là ngươi sợ hò hòa sau này thành tựu vượt qua ngươi, cố ý không cho hắn ra mặt. Hỏa Yến thực sự tâm phục khẩu phục Yến Hạ, dù có bao nhiêu khả năng, hắn luôn nghĩ ra cái nhảm chán nhất bây giờ chưa phải lúc. Tiêu giác cũng lười giải thích với Yến Hạ, nhìn về phía họ Yến, hiếm khi kiên nhẫn hỏi nàng một câu. Một mình ngươi ở đây, không vấn đề gì chứ. hỏa Yến cười nói. Ta có thể có vấn đề gì, đồ đốc cứ yên tâm, ta sẽ ngủ một giấc trên xe ngựa. Lâm song hạc nhận ra ý, lộ ra một cái đầu. Hoài cần, ngươi muốn nói là, ta cũng phải vào cung. Tiêu giác lạnh lùng nhìn hắn, lâm song hạc ho nhẹ. Xin hỏi, ta có thể không đi được không? Không thể. Tiêu giác cười lạnh. Dù ta mời ngươi tới Lương Châu, nhưng trước khi đi, ngươi không nói với ai trong lâm gia. Lâm Thái Y gửi đến ta cả đống thư tìm ngươi, ngươi có muốn xem không? Lâm song hạc cười xấu hổ. Ta chỉ nghĩ ngươi tìm ta trong tình thế cấp bách, người quính lên, đầu óc liền không dùng được, ta quên, đúng, ta quên nói với người trong nhà. Yến Hạ ôm ngực, lạnh lùng nói. Ngươi không phải bạn tốt của hắn sao, giúp hắn chịu oan một chút cũng không chết đâu. Lâm Song Hạc rất cảm động. Nam Quang huynh, quen ngươi nhiều năm, cuối cùng nghe được một câu hợp tình hợp lý từ miệng ngươi. Im miệng. Tiêu Giác không kiên nhẫn nhíu mày, Lâm Song Hạc liền im lặng. Đợi hắn xuống xe ngựa, Tiêu Giác định cùng mọi người rời đi, bỗng nhớ ra điều gì đó, tiến đến cạnh xe ngựa. Hỏa Yến vén rèm xe nhìn hắn, "Ngươi ở đây, không nên chạy lung tung, ngoài cung nhiều người phức tạp." Tiêu Giác dặn dò, dừng một chút, giọng dịu hơn. "Chờ ta ra cung." sẽ đưa ngươi về nhà. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 193, về nhà. Tiêu giác cùng hai người nữa theo người dẫn đường tiến vào cung. Hỏa Yến ngồi một mình trong xe ngựa, nghe câu. Mang người về nhà. Của tiêu giác, biết rằng hắn chỉ nói vu vơ, nhưng nghe vẫn cảm thấy chóng mặt, đầu óc lâng lâng. Nàng không biết. Nhà. Là gì, kiếp trước dù sống ở hòa gia nhưng không bao giờ cảm nhận được sự ấm áp gia đình, còn hứa ra lại nhẫn tâm đưa nàng vào nước lạnh. Kiếp này, dù là hòa ra, khác nhưng cuối cùng cũng đem lại chút ấm áp và thân thiết cho nàng. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa xử lý ổn thỏa nên nàng không thể tùy tiện gặp họ. Nghĩ đến đây, niềm vui của Hòa Yến dần chuyển thành sự bình tĩnh. Nàng trước hết cần nghĩ cách trở về để gặp lại Vân Sinh và Hòa Tuy. Chuyến đi này đã kéo dài hơn một năm, chắc chắn Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh đang rất lo lắng. Lúc ở Lương Châu Vệ, khi thân phận bị phát hiện, Hòa Yến đã từng lén nhờ Phi Nô mang tiền về Sóc Kinh để báo tin bình an cho Hòa Tuy. Nhưng khi đến Tế Dương và chiến sự ở ô thác bùng nổ, nàng quên mất việc này, khiến Hòa Tuy và mọi người lo lắng không thôi. Nàng còn phải tìm cách đến hứa ra, từ khi Hòa Như Phi bị hại, việc đến hứa ra trở nên khó khăn hơn. Hòa Yến bị hại chết bởi Hạ Huyền Như, và hứa chi hằng cùng Hòa Như Phi không xuất hiện, để tiêu diệt Hạ Huyền Như nhưng chắc chắn hứa ra cũng phải có người thông minh, giống như trận chiến ở Minh Thủy năm đó, dù có xài an hỉ, hứa ra viện tử vẫn có người sống sót. Đó chính là cơ hội của nàng, nàng cần phải chứng minh nguyên nhân cái chết khác thường của hứa đại nãi nãi, sau đó cẩn thận thăm dò và vạch trần bí mật lớn nhất của hòa gia. Hỏa Yến suy nghĩ kỹ kế hoạch trở về sóc kinh, khi trời dần tối, đèn lồng trước cửa cung bắt đầu sáng lên, nàng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra từ bên trong chỉ có tiêu giác và yến hạ bước ra, không thấy lâm song hạc, hỏa yến ngạc nhiên hỏi. Lâm huynh đâu, lâm thái y còn ở trong cung, tạm thời không ra. Tiêu giác trả lời, sau đó nhìn về phía yến hạ. Đừng nhìn ta, ta muốn về phủ. Yến hạ gọi hạ nhân dắt ngựa. Thừa tú đang chờ ta ở nhà. Hắn có vẻ tự hào vì có người chờ mình. Người cô đơn, đương nhiên không quan tâm những điều này. Nói xong, hắn leo lên ngựa và nói. Đi thôi rồi nghênh ngang rời đi. Thực sự, trước đây Hỏa Yến thấy Yến Hạ rất bảo thủ, suốt ngày ganh đua với người khác, cuộc sống của hắn trôi qua cũng khá vất vả. Nhưng bây giờ nhìn hắn rời đi với nụ cười trên môi, nàng cảm thấy một chút ghen tị. Việc có người chờ đợi ở nhà khi trở về thật sự là một điều vô cùng hạnh phúc. Nhìn bóng lưng Yến Hạ rời đi, Hỏa Yến ngẩn người, bỗng nghe tiếng tiêu giác bên tai. Còn chưa lên xe, Hỏa Yến vội vàng trở về xe ngựa. Phi và Xích Hô lái xe bên ngoài, Hỏa Yến và Tiêu Giác ngồi trong xe. Từ Nhuận Đô đến Sóc Kinh, con đường này rất náo nhiệt, Hỏa Yến cùng Tiêu Giác, Yến Nam Quang, Lâm Song Hạc đều là đồng môn, họ thường tụ tập đánh bài. Thường ngày ồn ào không cảm nhận được, nhưng lúc này khi chỉ có nàng và Tiêu Giác trong xe, bầu không khí yên tĩnh khiến nàng cảm thấy không tự nhiên. Ngươi căng thẳng gì vậy? Tiêu Giác dựa vào xe ngựa, thờ ơ hỏi. Hỏa Yến suýt bị sặc nước miếng, lúng túng hồi lâu mới nói ta lần đầu đến nhà ngươi không mang gì cả nên cảm thấy hơi bối rối nói đến đây hòa yến nghĩ thật hỏi tiêu giác đô đốc hay là chúng ta dừng lại mua ít điểm tâm và lụa làm quà cho nhà ngươi tiêu giác nhìn nàng cười nhạt ngươi đi cầu hôn sao lần đầu tới nhà làm lễ không cần sao hòa yến hỏi ta chưa từng đến phủ người khác làm khách không biết lần đầu cần chuẩn bị gì trước kia khi làm hòa như phi hòa ra sợ nàng bị lộ tẩy nên không cho giao du bạn bè, càng không đưa nàng đến phủ người khác làm khách. Đời này làm hòa yến, nàng chưa kịp trải nghiệm việc kết bạn bình thường đã phải vào quân doanh. Sự nghiêm túc của nàng khiến tiêu giác im lặng một lúc, rồi đẩy nàng qua một bên. Không cần, thoải mái là được. Đô đốc, trong nhà ngươi không phải còn có tiêu đại công tử và tiêu đại nãi nãi sao? Hỏa Yến nhớ lại lời lâm song hạc nói nghe nói tiêu đại công tử là tình lang trong mộng của các nữ tử đại ngụy, có đúng không? Lời đồn hắn đối xử với mọi người rất ôn hòa, chưa bao giờ khắt khe với hạ nhân, quân tử đoan chính, ấm như ngọc, có đúng không? Tiêu giác bình thản hỏi. Ngươi muốn làm đại tẩu của ta, làm sao có thể? Hỏa Yến lập tức phủ nhận, nghĩ thầm nàng không phải tống đào đào, không hứng thú với tiêu giác kiểu này. Ta chỉ hiếu kỳ thôi, còn tiêu đại nãi nãi, nàng thế nào? Có dễ sống chung không? hỏa yến do dự nam tử thì dễ hơn nữ tử ta thật sự không biết cách tiếp cận nàng thích gì không thích gì tính tình hoạt bát hay nội liễm làm sao để nói chuyện với nàng để chiếm được lòng nàng tiêu giác cố nén cười cuối cùng bình thản nói nếu người muốn chiếm được lòng nàng thì đại ca ta chắc không sống nổi hỏa yến à lên một tiếng ngồi lại vị trí dường như vẫn đang suy nghĩ về chuyện này tiêu giác hơi nhướng mày Hòa Yến lại có rất nhiều hứng thú với việc đi làm khách. Sự hưng phấn và lo lắng của nàng giống như đứa trẻ lần đầu tiên đến nhà bạn, sợ hãi xảy ra sai sót nhưng lại cảm thấy vui vẻ và mong chờ. Hòa tuy chỉ có một trai một gái, nhưng con gái là người mà ông yêu quý hơn. Theo tin tức của Loan Ảnh, Hòa Yến từng kiêu căng và ái mộ hư vinh, có thể đây chỉ là ngụy trang của nàng, nhưng hàng xóm gần Hòa Gia cũng nói Hòa Yến vẫn có một số chị em, dù quan hệ không quá tốt nhưng vì lý do gì mà nàng lại biểu lộ thần sắc như vậy tiêu giác có thể thấy rõ hòa yến có nhiều cảm xúc và mâu thuẫn trong lòng nhưng không thể hiểu rõ nguyên nhân ở nàng luôn có một lớp xương mờ bao phủ khiến nhiều hành động của nàng trở nên khó hiểu nhưng chính sự bí ẩn đó càng khiến người khác muốn tiến gần nếu không sống một mình trong sương mù dày đặc sẽ làm người ta cảm thấy đáng thương trong lúc trầm tư xe ngựa dừng lại trước cửa tiêu phủ Phi và Xích Hô nhảy xuống ngựa, Tiêu Giác và Hòa Yến chưa kịp xuống xe, đã nghe tiếng nói hưng phấn bên ngoài. Đại nãi nãi, đại thiếu gia, nhị thiếu gia đã trở về. Ngay sau đó, trong phủ vang lên tiếng ồn ào, dường như có người đến. Hòa Yến vừa xuống xe cùng Tiêu Giác, cửa chính Tiêu Gia liền mở rộng, từ bên trong bước ra một vài người, đi đầu là một đôi vợ chồng trẻ. Nam tử mặc cầm bào màu xanh thẫm, thật sự tao nhã, như ánh trăng tỏa sáng. Bên cạnh hắn, nữ tử đoan trang, xinh đẹp, váy tuyết trắng tôn lên dáng vẻ yểu điệu, như cây lê trắng nở hoa. Đây là tiêu cảnh, đại ca của tiêu giác, và vợ hắn, Bạch Mộ Vi. Hòa Yến đã từng nghe về đôi vợ chồng này, nhưng thật sự nhìn thấy họ đứng cùng nhau mới thấy họ đẹp đẽ đến nhường nào. Tiêu gia thật là nơi xuất thân của những người đẹp, ai cũng xinh đẹp. Hòa Yến nghĩ thầm, nàng vào đây không biết có làm tiêu gia mất đi vẻ đẹp hoàn hảo không. Hoài Cẩn, người đã trở về rồi. Bạch Mộ Vi cười nói. Đại ca ngươi đã nhớ ngươi cả tháng nay, hôm nay không ra ngoài chỉ để chờ ngươi, sợ ngươi không về kịp sóc kinh tối nay. Cuối cùng ngươi cũng về kịp. Tiêu cảnh cũng cười, lộ ra đôi răng mèo, khiến hắn trở nên đáng yêu. Ngươi trở về là tốt rồi, Dung Vi tự tay nấu ăn, vẫn còn nóng, chỉ chờ ngươi. Phino và Xích Ô cũng vào ăn chung, các ngươi chăm sóc hoài cẩn trên đường, cũng khổ cực. Phino và Xích Ô không dám nhận lời tiêu giác quay đầu nhìn hỏa yến, nàng đứng cách hắn ba bước, kính cẩn nhưng khách khí. Hắn nói, lại đây, hỏa yến tiến lại theo lời hắn, tiêu cảnh và bạch mộ vi nhìn nhau, họ cũng thấy rõ ràng, tiểu công tử này xuống xe cùng tiêu giác. Nếu là thuộc hạ, chắc hẳn sẽ cùng phi nô và xích ô cưỡi ngựa bên ngoài, hơn nữa tiêu giác không thích tiếp xúc với người khác, cùng cưỡi một chiếc xe ngựa đã là rất thân thiết. Tiêu cảnh hỏi, hoài cẩn, vị công tử này là... Bằng hữu của ta, Hòa Yến. Tiêu giáp nói, Hòa Yến hành lễ. Tiêu đại công tử, phu nhân. Nàng không nhịn được liếc nhìn tiêu giáp, tưởng rằng hắn sẽ nói nàng là thuộc hạ, không ngờ hắn lại giới thiệu là bạn. Điều này khiến tiêu cảnh và bạch mộ vi hơi kinh ngạc. Bạch mộ vi lấy lại tinh thần, cười nói. Thì ra là bạn của Hoài Cẩn, thật hiếm lạ, nhiều năm nay ngoài lâm công tử ra, chưa từng thấy Hoài Cẩn mang bạn đến quý phủ. Hòa công tử là bạn mới của Hoài Cẩn từ Lương Châu về sao? chưa đợi hòa yến trả lời, tiêu giác nói đại tẩu chúng ta vào nhà nói được bạch mộ vi cười nói nhìn tiêu cảnh một chút đầy thắc mắc tiêu cảnh cũng đáp lại nàng bằng ánh mắt không hiểu tiêu giác không chỉ mang bạn về phủ còn rất bảo vệ người bạn này hai vợ chồng đều tò mò về thân phận của hòa yến chẳng lẽ là hoàng thân quốc thích nhưng sao kinh có người như vậy sao hơn nữa tiêu giác không phải là người có sắc mặt tốt với hoàng thân quốc thích thật khó hiểu mấy người đến đường sảnh tiêu ra, hỏa yến và tiêu giác đi rửa tay trước đường sảnh được đèn chiếu sáng trong phòng tỏa ra mùi thơm của đồ ăn trên bàn dài bày đầy các món ăn hỏa yến và tiêu giác ngồi bên bàn phi nô và xích ô cũng được bạch mộ vi gọi vào ngồi hỏa yến cảm động trong lòng quả như lời đồn tiêu đại công tử đối xử với hạ nhân rất tốt nếu ở hòa gia trước kia chắc chắn nàng đã bị hòa đại phu nhân trách cứ vì không tuân quy củ đồ ăn chỉ là món ăn hàng ngày, không phải hào hoa xa xỉ, nhưng rất tinh tế và ngon miệng. Hỏa Yến cảm thấy hơi căng thẳng, cầm đũa theo tiêu giác, nhai một miếng cơm. Tiêu gia không có quy tắc. Ăn không nói, ngủ không tiếng. Ngay cả tiêu cảnh ôn hòa đoan chính cũng trở nên lắm lời trên bàn ăn, liên tục hỏi tiêu giác về cuộc sống bên ngoài suốt một năm qua. Trước đây chuyện ở Tế Dương, người không nói với chúng ta. Bạch Mộ Vi cười nói. Sau này khi tin tức về Sóc Kinh, chúng ta mới biết tình huống nguy hiểm lúc đó ngươi sợ như bích lo lắng nhưng lần sau đừng tự mình chịu trách nhiệm như bích biết chuyện này nếu không phải ta ngăn cản hắn đã tự mình đi lương châu tìm ngươi tiêu cảnh ho nhẹ một tiếng ta cũng quan tâm hoài cẩn nhưng ánh mắt hắn dừng lại ở hỏa yến nghe nói ở tế dương có một thủ hà cùng ngươi lập công còn được bệ hạ khen ngợi có phải là vì tiểu công tử này không chính là ta hỏa yến ngại ngùng trả lời cũng nhờ đô đốc cất nhắc thực ra ta không làm gì nhiều tiêu giác lạnh lùng nói cất nhắc ngươi là sở tử lan không phải ta hỏa yến đến lúc này không cần phải nói rõ ràng như vậy tiêu cảnh dường như hiểu ra điều gì cười lắc đầu hòa công tử hoài cần không biết nói chuyện ngươi đừng giận nhưng đây là lần đầu hắn mang bạn đến quý phủ chứng tỏ hắn thật tâm muốn kết bạn với ngươi ta hỏa yến ngập ngừng định nói gì đó nàng không phải đến làm khách Tiêu Giác ngắt lời nàng. "Nàng sẽ ở đây một thời gian ngắn." Tiêu Cảnh và Bạch Mộ Vi sững sờ. "Không giấu hai vị, ta đã nhờ người tìm một ngôi nhà phù hợp trong Sóc Kinh, nhưng tạm thời chưa tìm được. Đồ đốc tốt bụng, cho ta mượn nhờ vài ngày, khi tòa nhà được sắp xếp ổn thỏa, ta sẽ lập tức dọn ra ngoài." Hòa Yến hơi xấu hổ. "Mấy ngày này phải làm phiền đại công tử và phu nhân." Bạch Mộ Vi cười, ôn tồn nói. "Hòa công tử không cần khách sáo." đã là bạn của Hoài Cần thì cũng là bạn của chúng ta. Tìm nhà trong thành không dễ dàng, hoặc công tử cứ xem đây như nhà mình, muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu, thoải mái là được. Hòa Yến cảm kích đồng ý, nghĩ thầm tiêu ra thật may mắn khi tìm được tức phụ, bạch mộ vi tính tình thật sự rất tốt, chỉ có người như vậy mới xứng đáng với tiêu cảnh. Nghe nói bạch mộ vi năm đó là thứ nữ trong nhà, khi tiêu cảnh quyết định hôn nhân, cả sóc kinh đều nói bạch mộ vi không xứng với tiêu cảnh, nhưng Hỏa Yến thấy tiêu cảnh thật có mắt nhìn. Ăn cơm đi. Tiêu giáp nói, đặt chồng váng sữa trước mặt nàng. Hỏa Yến vội cúi đầu ăn cơm, nhìn bề ngoài, thật sự không nhận ra tiêu cảnh là người lắm lời, nhưng trong bữa ăn, hắn nói không ngừng. Hỏi hết chuyện này đến chuyện kia, thậm chí hỏi tiêu giáp đóng bao nhiêu giường chăn mền ở Lương Châu Vệ vào mùa đông. Nếu không có bạch mộ vi kéo lại, hắn còn có thể nói lâu hơn. Đây có phải là cảm giác? Người nhà. Hỏa Yến nhìn họ, trong lòng tràn đầy ghen tị. Sau khi dùng xong bữa, Bạch Mộ Vi đứng lên nói. Phòng của Hoài Cần đã được hạ nhân quét dọn hàng ngày, và nước nóng đã được đun sẵn. Hoài Cần nghỉ ngơi sớm tối nay, các ngươi đi đường vất vả, nghỉ ngơi dưỡng sức, có chuyện gì để mai nói tiếp. Sau đó nhìn Hòa Yến. Trong phủ có phòng trống và viện tử, khi dùng cơm ta đã bảo hạ nhân dọn dẹp xong. Viện tử chỉ có hai tiểu tỳ, không có người khác, Hòa Công Tử cứ an tâm ở lại. Nghe xong, hỏa yến cảm thấy bạch mộ vi rất chu đáo đang định cảm ơn thì nghe tiêu giác nói không cần mọi người đều nhìn về phía hắn viện tử của ta có phòng trống, nàng ở viện tử của ta tiêu giác nói khù 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 xích hồ đi phía sau ho khan bạch mộ vi và tiêu giác không nghĩ đến điều gì khác chỉ hơi kinh ngạc nhưng nhanh chóng cười nói đã vậy cũng tốt các ngươi ở chung một viện có chuyện gì cũng tiện thương lượng xích ô lộ vẻ tuyệt vọng tiêu giác quyết định một cách dứt khoát, hỏa yến không có lý do để phản bác. Đợi bạch mộ vi và tiêu cảnh rời đi, nàng theo sau tiêu giác về viện tử của hắn, nhỏ giọng hỏi. Đồ đốc, tại sao ta phải ở cùng ngươi một viện tử? Hiện tại không phải ở Lương Châu Vệ, cũng không phải ở Tế Dương, phòng nhiều như vậy giữa nam nữ. Vẫn nên chú ý chút, tiêu giác nhìn nàng. Ngươi muốn thân phận mình bị vạch trần. Hỏa yến ngẩn người. Viện tử của ta, không có hạ nhân khác. Hỏa Yến hiểu ra, nghĩ cũng đúng, nếu ở viện tử khác, khó tránh khỏi sơ xuất lộ tẩy, nếu bị tiêu gia tiểu tỷ phát hiện. Tóm lại không phải chuyện tốt, ở viện tử tiêu giác, lại yên tĩnh, viện tử tiêu giác nằm ở giữa tòa nhà, rộng rãi và sáng sủa, không giống phủ dương minh chi phong nhã đơn giản, cũng không hoa lệ hào hoa xa xỉ như phủ thôi Việt Chi, có lẽ vì lâu ngày không có người ở, có vẻ vắng lặng. Dù đã được quét dọn sạch sẽ, nhưng khi vừa vào, dù là ngày hè, vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Qua tường hoa là chính phòng, bên cạnh chính phòng có một cây thạch lựu, đã ra những quả nhỏ, đung đưa trên cành, như những chiếc đèn lồng nhỏ, rất đáng yêu. Đây là viện tử của ngươi. Hỏa Yến quay đầu nhìn hắn. Đồ đốc, ngươi sống ở đây từ nhỏ sao? Nàng đứng dưới tàng cây, một quả lựu rủ xuống trên đầu, giống như đỉnh một chuỗi hồ lô, tiêu giác có chút buồn cười, trả lời. Không phải, ta không sống ở quý phủ này từ nhỏ, ở đây là từ khi ta mười mấy tuổi trước đây tiêu giác sống trên núi chuyện này hỏa yến đã nghe mơ hồ nghe nói tiêu trọng vũ mời danh sĩ cao nhân lên núi dạy hắn văn võ nghĩ vậy tiêu giác còn đáng thương hơn nàng dù nàng không thể gặp cha mẹ ruột nhưng dù sao cũng sống trong phủ đệ ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp tiêu giác một mình trên núi tiêu trọng vũ không thể lúc nào cũng lên núi chăm sóc một mình cô đơn thật đáng thương hỏa yến muốn làm hắn vui quay đầu chỉ vào quả lựu thấp nhất hỏi. Cái này chờ vài ngày nữa là ăn được không? Ngươi nếm qua quả lựu này chưa? Ngọt không? Ngươi chỉ muốn ăn thôi." Tiêu Giác nhướng mày. "Rất chua, ngươi chắc chắn đang gạt ta." Hỏa Yến nói, "Nếu rất chua, ngươi đã chặt cây này lâu rồi, sao để thời gian dài như vậy?" Tiêu Giác cười, "Không phải ai trồng cây cũng để ăn, trồng cây không vì ăn khác gì trồng bụi cỏ." Hỏa Yến ngửa đầu nhìn quả lựu lớn nhất trên ngọn cây. Có thể thấy màu đỏ rực rỡ. Hỏa Yến đưa tay với, nhưng cành cây quá cao, nàng nhảy lên mấy lần vẫn không hái được. Sau một khắc, có người đứng sau lưng nàng, khẽ vươn tay kéo cành thạch lựu xuống, để nàng có thể chạm tới. Nhiệt độ ấm áp từ phía sau truyền đến, Hỏa Yến cứng đờ, vô thức quay người, suy chút nữa ngã đau, bị tiêu giác níu cánh tay kéo lên, hắn hỏi. người ngay cả đi đường cũng không biết. Hỏa Yến lớn tiếng ho khan hai lần. Đúng là ta không đứng vững không hái sao tiêu giác ra hiệu hỏa yến nhìn nhánh cây trong tay hắn không không hái hỏa yến giải thích ta không muốn hái bây giờ còn chưa chín chờ nó chính ta sẽ hái sẽ ngọt hơn nàng cũng không biết mình nói bừa điều gì chỉ cảm thấy căng thẳng khi đối diện với cặp mắt trong trèo ấy để che giấu hỏa yến vội quay đầu lớn tiếng nói ta ở đâu ta muốn đi tắm trước tiêu giác chỉ một gian phòng hỏa yến liền chạy tới không ngừng như thể có quỷ đuổi theo ngay sau đó cả viện chỉ nghe thấy ầm, um. một tiếng cửa phòng đóng lại, Tiêu Giác hắn đứng đó, nhìn cửa phòng của Hòa Yến, không lâu sau, nhìn về phía cây thạch lựu trước mặt, khóe miệng khẽ nhếch cười. Nơi xa, ô và Nô núp ở cửa viện, tiến cũng không được, lùi cũng không xong. May mắn là mỗi khi Tiêu Giác về phủ, hạ nhân trong viện tử đều bị đuổi đi, không ai nhìn thấy cảnh tượng khó xử này. ô run rẩy mở miệng, "Bọn họ, bọn họ" Đừng nói gì. Phi nô ngắt lời hắn. Làm sao có thể không nói gì. Xích ô thấp giọng, khó nén nộ khí và bi phẫn trên mặt. Lúc trước ở Tế Dương và Lương Châu Vệ đã đành, giờ đã về Sóc Kinh. Mà vẫn trắng trợn như vậy. Hòa là điên sao. Phi nô muốn nói nhưng lại thôi. Ta biết ở Tế Dương, hắn đóng vai nữ tử đủ để lấy giả đổi thật, nhưng dù sao cũng không phải nữ tử thật. Hiện tại đại thiếu gia và thiếu phu nhân còn chưa biết việc này, nếu biết rồi thì sao? Fino cố gắng an ủi bạn. Ngươi nghĩ việc này quá phức tạp, thực ra không nghiêm trọng như vậy. Ngươi biết gì? Sikho nói. Thiếu gia ba ngày hai đầu bảo chúng ta tra việc của họ hòa, có thể thấy họ hòa không trong sạch, nếu không sao đến mức này. Nếu hắn trung thực thanh bạch, ta cũng chấp nhận. Nói đến đây, giọng xích ô nghẹn ngào. Nếu tiếp cận thiếu gia có mục đích khác, với tình cảm của thiếu gia hiện nay, chỉ sợ còn đau lòng hơn việc hàn lâm học sĩ mất vợ. Vì nô giờ khóc giờ cười, nhưng bị hắn nhắc đến việc khác, thấp giọng nói. Nói đến, thiếu gia hồi kinh, loan ảnh bọn họ cũng nên trở về. Chờ loan ảnh trở về, chúng ta sẽ bận rộn. chương 194, gặp Vân Sinh. Tại nhà họ tiêu đêm nay, họ yến ngủ rất muộn. Đây không phải lương châu vệ, giữa các phòng chỉ cách nhau một cửa ngăn. Có lẽ vì biết tiêu giác ở ngay sát vách nên họ yến càng cảm thấy căng thẳng hơn. Không biết có phải là ảo giác không, nhưng nàng luôn cảm thấy tiêu giác giờ đây rất ôn nhu với mình. Đối với tiêu giác có thể chỉ là việc nhỏ, nhưng với nàng, những hành động ấy lại dễ dàng chạm đến những cảm xúc sâu kín nhất trong lòng. Hỏa Yến trần trọc, với thân phận đặc thù của mình, vừa trở về sóc kinh, những chuyện liên quan đến hứa chi hằng và hòa như phi đều hiện rõ trước mắt, dù ở cùng ai cũng dễ gây phiền phức. Tiêu giác đã phải gánh vác mối thù sâu nặng của gia đình, nếu nàng lại gây thêm rắc rối cho hắn. Hỏa Yến thở dài, nhìn lên trần màn thực sự không phải là một ý tưởng hay đầu óc nàng đầy những suy nghĩ hỗn độn mãi đến nửa đêm nàng mới thiếp đi ngày hôm sau khi tỉnh dậy mặt trời đã lên cao nàng ngạc nhiên xoay người ngồi dậy thay y phục và mở cửa phòng nàng nhìn thấy một cô hầu nhỏ béo tròn khoảng 8, 9 tuổi ngồi trên bậc thang trước sân chăm chú nhìn vào một góc tường nghe thấy động tĩnh cô bé ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt tròn chính như tranh tết mắt cười híp lại thành một đường nhỏ. Công tử Hòa đã tỉnh. Cô bé phủi bụi trên y phục, đứng dậy và chậm chậm đi về phía Hòa Yến. Đứa trẻ này còn quá nhỏ, bước chân ngắn ngủn, khiến Hòa Yến lo lắng nàng sẽ vấp ngã. Hòa Yến hỏi. Ngươi là, nô tỳ tên là Bạch Quả. Cô bé lễ phép đáp. Nhị thiếu ra sai nô tỳ đến chăm sóc công tử, nhưng công tử không gọi thì nô tỳ không được vào phòng. Công tử đã tỉnh, nô tỳ sẽ đi lấy đồ ăn sáng giọng nàng nói chuyện cũng mềm mại, khiến Hỏa Yến không thể không xoa đầu nàng và hỏi. Nhị thiếu gia của ngươi đâu? Nhị thiếu gia sáng sớm đã ra ngoài. Bạch quả cười tùm tìm đáp. Nhị thiếu gia lúc đi nói công tử không cần phải gò bó, nếu không muốn ở trong phủ, có thể ra ngoài làm việc, nhưng phải về sớm vào buổi tối. Nàng nhớ ra điều gì? Bổ sung. Trong phòng công tử, ngăn kéo trên bàn có ngân phiếu. Nhị thiếu gia nói công tử có thể dùng, nếu cần gì thêm, cứ nói với nô tỳ, nô tì sẽ báo lại với đại nái nái. Cô bé này dù còn nhỏ nhưng nói chuyện rất có lý, Hỏa Yến cười hỏi. Ngươi nhỏ thế này, sao nhị thiếu ra lại để ngươi tới hầu hạ ta? Cha nô tỳ là quản sự trong phủ. Bạch quả kiêu hãnh ưỡn ngực. Nhị thiếu ra chọn nô tỳ, nô tỳ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho công tử. Vậy thì cảm ơn ngươi. Hỏa Yến cười nói, bạch quả rất phấn khích, như thể lần đầu nhận nhiệm vụ quan trọng, đáp. Công tử là bạn của nhị thiếu gia, không cần cảm ơn Nô Tì, Nô Tì sẽ đi lấy bữa sáng. Công tử chờ một lát, nước nóng đã đặt sẵn trong bình ở cửa viện. Công tử muốn rửa mặt thì có thể tự dùng. nhị thiếu ra nói công tử không thích người khác động vào, nên việc nhỏ này Nô Tì sẽ không làm. nàng lè lưỡi và chạy đi như một làn khói. Hỏa Yến nhìn bóng lưng nàng, thầm nghĩ tiêu giác quả là chu đáo. tìm một cô bé ngây thơ trong sáng như vậy, dù có phát hiện điều gì bất thường cũng sẽ không nghĩ xa hơn nếu đổi lại là người thông minh lanh lợi, có thể sẽ phát hiện ra thân phận của nàng. Nàng cúi đầu cười, đi lấy nước như bạch quả nói, rồi trở về phòng rửa mặt. Vừa rửa mặt xong, bạch quả đã mang giỏ thức ăn vào. Nàng bước qua ngưỡng cửa, đặt giỏ lên bàn. Sau khi ăn xong, công tử để giỏ ở đây, nô tỳ sẽ dọn dẹp. Có gì cần thì nô tỳ sẽ vào. Không đợi Hòa Yến nói gì, nàng lập tức lui ra ngoài. Hòa Yến! thật không biết tiêu giác đã nói với nàng những gì bữa ăn gồm cháo loãng và món nhắm giống như đêm qua không xa hoa nhưng rất tinh tế và cẩn thận hỏa yến ăn xong đặt bát đĩa vào giỏ sau khi chỉnh sửa quần áo nàng nghĩ đến lời bạch quả nói và mở ngăn kéo quả nhiên bên trong có một chồng ngân phiếu dày ban đầu nàng nghĩ rằng ngân phiếu chỉ là một ít nhưng không ngờ tiêu giác lại hào phóng đến vậy số bạc này đủ để mua xính lễ cho một cô nương hỏa yến tức giận nghĩ đúng là con em quý tộc, không lạ gì khi tiêu giác mua y phục ở Tế Dương mà chẳng ngần ngại tiêu hàng trăm lượng bạc. Có tiền thực sự có thể muốn làm gì thì làm, hỏa yến không đụng đến ngân phiếu, đóng lại ngăn kéo và ra khỏi phòng. trí nhớ của nàng rất tốt, biết rõ đường từ viện này đến cổng chính của tiêu phủ, trên đường đi không gặp bạch mộ vi hay tiêu cảnh. Những người hầu khác có lẽ đã được tiêu giác dặn trước, không ai chú ý đến nàng, chỉ tập trung vào công việc của mình sự xuất hiện của Hỏa Yến ở tiêu gia dường như là một việc rất tự nhiên, như thể nàng đã là thành viên của tiêu gia từ lâu. Hỏa Yến không mất chút công sức nào đã ra khỏi cổng chính của tiêu phủ. Vừa ra khỏi cửa, nàng cảm thấy ánh sáng rực rỡ, nhau mắt lại, và bước đi về một hướng. Trước khi rời kinh thành nhập ngũ, nàng đã thắng một số tiền lớn tại nhạc thông trang, để Hòa Vân Sinh đi học. Bây giờ đã hơn một năm rưỡi, không biết Hòa Vân Sinh có còn học tại trường cũ không? nàng không tiện đi thẳng về nhà, vì hàng xóm đều biết hòa đại tiểu thư từ nhỏ, dù cải trang nam cũng chưa chắc không bị nhận ra. Các bạn học của Hòa Vân sinh ở trường chưa từng gặp Hòa Yến, nghĩ rằng sẽ an toàn hơn. Giờ này thời gian còn sớm, Hòa Yến không mất bao nhiêu công sức đã đến cổng. Hạc Lộc Thư Viện Hạc Lộc Thư Viện không bằng hiền xương quán, nhưng đối với dân chúng bình thường, đây cũng là một trường học không tệ. Trong thời đại trọng văn khinh võ của đại ngụy Hạc Lộc Thư Viện không chỉ dạy văn mà còn dạy võ, điều này Hòa Yến rất coi trọng. Hòa Vân sinh học văn hơi chậm, nhưng cậu không đặt mục tiêu ở đó, và công phu quyền cước của cậu cũng không tệ. Nếu sau này cậu muốn đi theo con đường quân nhân cũng không phải là không thể. Buổi sáng là thời điểm tốt nhất để đọc sách, từ Hạc Lộc Thư Viện vang lên những tiếng đọc sách rộn rã. Hòa Yến không phải người của Thư Viện, không tiện vào thẳng. Nàng ngồi ở quán trà bên ngoài, Gọi một chén trà và ngồi khoảng hơn nửa canh giờ, đến khi tan học, nàng mới lén leo tường vào thư viện. Thỉnh thoảng có học sinh tan học ra khỏi cửa thư viện, Hòa Yến đang định hỏi một thiếu niên về Hòa Vân Sinh thì bất giác đã đến trước cửa sổ lớp học. Từ bên trong vang lên tiếng cười của các thiếu niên, mang chút ác ý trêu chọc. "Huynh Vân Sinh, hôm nay huynh không đi cùng bọn ta sao? Hôm nay là sinh nhật Vương huynh đấy." Một người khác nói, "Huynh Vân Sinh làm gì coi trọng bọn ta?" nhìn xem bọn ta chơi cùng nhau, khi nào thấy huynh ấy cùng đi. Huynh Vân sinh võ giỏi, lại đẹp trai, dễ thu hút các cô nương, không chừng sau này kết thân tốt, thăng chức nhanh, cần gì phải chơi cùng bọn ta. Lại một trận ồn ào vang lên, Hòa Yến khẽ nhíu mày, trêu chọc như vậy thật quá đáng. Hòa Vân sinh tính tình kiêu ngạo và nóng nảy, sao có thể chịu được điều này? Không chừng sẽ đánh nhau mất, nàng lo lắng, lén nhìn vào, thấy các thiếu niên vây quanh một bàn, đứng đó là một thiếu niên áo xanh, hắn cúi đầu thu dọn sách vở, từ đầu đến cuối không nói lời nào. Chắc hẳn hắn đang nhẫn nhịn nỗi nhục này, có lẽ cảm thấy như đánh vào bông, không có chút phản ứng, các thiếu niên ồn ào một lúc cũng thấy chán, top 5 top 3 ra khỏi lớp, đồng thời, Hòa Vân Sinh cũng thu dọn sách vở xong và đứng dậy ra cửa. Hòa Yến đi theo sau Hòa Vân Sinh từ xa. Hòa Vân Sinh vào một ngõ nhỏ vắng người, mới đi vài bước, đột nhiên cảm giác phía sau có lực gió nhẹ đến, vô ý thức quay người, tung một trường. Nhưng trường đó không đụng vào ai mà chạm phải một bàn tay khác mềm mại nhưng rắn chắc, lặng lẽ chặn lại cú đánh, dễ dàng làm hắn lùi mấy bước. Ai? Hắn cảnh giác kêu, sau một khắc, một giọng cười quen thuộc vang lên. Hảo tiểu tử, xem ra hơn một năm học đường không uổng phí, lực khí không tệ. Nghe giọng nói đó, Hòa Vân Sinh ngẩn ra, không tin vào tay mình. Trước mặt hắn, bàn tay thu lại, lộ ra khuôn mặt quen thuộc với hàng lông mày giống hắn vài phần, một khuôn mặt thanh tú, quen thuộc nhưng lạ lẫm. Tỷ tỷ của hắn, Hỏa Yến. Ngươi. Hòa Vân Sinh giọng run rẩy. Hỏa Yến đập tay lên đầu hắn, rồi xoa xoa. Ngươi cái gì mà ngươi, gọi tỷ tỷ, ngươi tại sao trở lại? Hòa Vân Sinh như lấy lại tinh thần, rụi rụi mắt, lúc này thiếu niên mới có chút bóng dáng Hỏa Yến ngày xưa từng gặp. Hắn tiến lên một bước, nắm lấy khuỷu tay Hỏa Yến, như muốn xác nhận mình đang mơ hay thực ngươi thực sự trở về hòa yến ngươi khi nào trở về ngươi có biết không cha và ta lo lắng gần chết suốt một năm qua hắn đỏ hoe mắt giọng nghẹn ngào nhìn thiếu niên trước mặt hòa yến không khỏi xúc động thiếu niên lớn nhanh chỉ một năm rưỡi đã cao hơn nhiều so với trước bây giờ nhìn hắn nàng phải ngửa mặt lên hắn gầy hơn trước nhìn cao gầy thẳng tắp như một người trưởng thành Hỏa Yến kéo hắn đi ra ngoài. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, theo ta. Trong phòng trà, đĩa bánh ngọt tinh xào bầy trước mặt, nhưng Hòa Vân Sinh không có chút hứng thu ăn. Hỏa Yến lại đẩy đĩa bánh về phía hắn. Ngươi không phải thích ăn cái này sao? Ăn nhiều một chút. Hòa Vân Sinh nói cứng. Ta không thích đồ ngọt. Hỏa Yến thầm nghĩ, không biết trước đây cùng nàng lên núi đốn củi, ai là người nhìn bánh ngọt của Hòa tuy mà chảy nước miếng. Nhìn thiếu niên trước mặt, tiểu hài tử đã trưởng thành, biết bảo vệ lòng tự ái của mình. Thật kỳ lạ, nàng đã gặp Trình Lý Tố, Tống Đào Đào, những đứa trẻ đó đều nhỏ hơn nàng, nhưng chỉ với Hòa Vân Sinh, nàng luôn có một sự lo lắng không thể nói rõ. Sự lo lắng này ở Lương Châu được giấu kín, nhưng khi nhìn thấy Hòa Vân Sinh, nàng không thể kìm nén, chỉ muốn dành những điều tốt nhất cho đứa trẻ này, mong hắn sau này sẽ tốt đẹp. Có lẽ do cơ thể này là của Hòa Đại Tiểu Thư, tình thân huyết thống kỳ diệu đang tồn tại ở đây ngươi còn chưa nói cho ta, tại sao ngươi trở lại? Hòa Vân Sinh nhìn chăm chăm Hòa Yến, do dự một chút. Hơn nữa, sao ngươi lại thế này? Hỏa Yến cười tùm tìm nhìn hắn. Thế này, thế này không tốt sao? Hòa Vân Sinh không biết nói sao, cũng không nói tốt, trong lòng chỉ thấy kỳ quái. Hắn thường thấy Hòa Yến mặc váy, một lần thấy nàng mặc nam trang, nhưng không thể tự nhiên như bây giờ. Nếu không phải Hòa Yến là tỷ tỷ của hắn, nếu gặp trên đường, hòa vân sinh sẽ không tin người này là nữ tử hòa yến rất xinh đẹp dù trước đây khi quan hệ của họ không tốt nhất hòa vân sinh cũng không thể phủ nhận điều đó chỉ là vẻ đẹp đó có chút lỗ mãng đặc biệt khi nàng cố gắng kiếm bạc từ hòa tuy để mua y phục trang sức cho mình bây giờ hòa yến đen hơn một chút gần như không trang điểm không còn xinh đẹp như trước mà thay vào đó là sự khí khái hào hùng điểm sáng này khiến ánh mắt nàng như những vì sao sáng thật ra cũng rất xinh đẹp, thậm chí còn hấp dẫn hơn trước. Tuy nhiên, đó không phải trọng điểm. Hòa Vân Sinh lấy lại tinh thần, nói. Ngươi còn đang trong quân doanh sao? Không đúng, nếu còn ở quân doanh, làm sao ngươi có thể ra ngoài? Tỷ tỷ của ngươi năng lực xuất chúng, rất được cấp trên quý trọng. Hòa Yến nâng chén trà uống một ngủ. Ta nhập ngũ, may mắn được phong làm tiểu quan, bây giờ so với trên thì không đủ, dưới thì dư thừa. Sao ngươi có thể được phong quan? hòa vân sinh giật mình ngươi không biết mình là nữ tử sao lừa được nhất thời không lừa được cả đời sau này bị phát hiện thân phận ngươi sẽ gặp rắc rối không nên không nên hòa vân sinh lo lắng ngươi mau từ quan ngày mai từ quan ngay ngươi không hỏi ta được phong làm quan gì sao mặc kệ quan gì cũng không thể giữ hòa vân sinh không nhịn được nói dù ngươi là tể tướng cũng không được quan càng lớn càng nguy hiểm dù là vinh hoa phú quý cũng không thể lấy mạng mình đánh đổi ngươi nhất định phải từ quan. Hòa Yến giật mình, nhất thời có chút hoảng hốt. Hòa Vân Sinh dù là một đứa trẻ cũng có thể hiểu rõ lý lẽ này, hai vị quan lão gia của Hòa gia tại triều làm sao lại không hiểu. Thay mận đổi đào, rõ ràng là việc cực kỳ nguy hiểm, một khi bị phát hiện, nàng chỉ có con đường chết, nhưng Hòa gia vẫn để nàng làm như vậy, và đã làm suốt nhiều năm. Cuối cùng chỉ là, lòng tham con người, không nỡ bỏ vinh hoa phú quý, hoặc là, trong mắt họ, Mạng sống của Hòa Yến chỉ là một quả cân, so với khả năng đạt được tiền đồ vinh quang, không đáng một đồng. Này, ngươi có nghe ta nói không? Hòa Vân Sinh vẫy tay trước mặt nàng. Hòa Yến ngẩng đầu lên, cười cười. Những điều ngươi nói, ta đương nhiên biết rõ, quan nhất định phải từ, nhưng bây giờ chưa phải lúc, ta còn có việc muốn làm, chờ xong sẽ từ quan. Hòa Vân Sinh đang muốn hỏi nàng chuyện gì, bỗng nhiên Hòa Yến mở miệng, nàng hỏi: "Không nói ta, còn các ngươi?" trong thời gian ta không ở Sóc Kinh, cha thế nào? Người nhà họ Phạm có gây chuyện không? Hòa Vân sinh mặt mày trầm xuống, nói. Đám khốn kiếp kia, làm sao có thể không tìm cớ? Sau khi Hòa Yến nhập ngũ, cái chết của Phạm Thành không tìm ra hung thủ, người nhà họ Phạm đủ nỗi giận lên Hòa ra. Mặc dù Hòa Yến cũng là người bị hại, nhưng vì nàng chết không thấy xác, không thể đối chứng. Người nhà họ Phạm thường xuyên đến trường úy tìm Hòa tuy gây rắc rối. Nói xấu Hòa Tuy làm việc không đúng, khiến Hòa Tuy mất chức giáo ý. May mắn sau đó không lâu, trong thành sóc kinh có một thương gia mời tên hộ vệ, biết Hòa Tuy từng là giáo ý, thân thủ không tệ, nên mời Hòa Tuy đến quý phủ làm việc. Dù không bằng làm giáo ý về mặt thể diện, nhưng thương gia hào phóng, tiền bạc rất dư giả. Hòa Yến có chút nghi ngờ. Tiền bạc dư giả, nhưng người vẫn mặc quần áo cũ. Những lời nói của các đồng môn rõ ràng chê ngươi không chịu cùng họ tiêu tiền. Hòa Vân Sinh không thể tin nổi nhìn nàng. Ngươi lại nghe lén? Hỏa Yến cười. Ta chỉ là đi ngang qua, vô tình nghe thấy thôi. Các ngươi giữ lại bạc không cần, sẽ không phải là để làm xính lễ cho ngươi chứ? Hòa Vân Sinh không nói gì. Hắn không thể nói với Hòa Yến rằng dù nhà rộng rãi hơn nhiều, nhưng hắn cùng Hòa Tuy đã thương lượng rằng không biết khi nào Hòa Yến sẽ trở về. Một cô nương ở bên ngoài không biết phải chịu bao nhiêu đắng cay, còn sống đã là may mắn nếu khi trở về tuổi đã lớn, hoặc bị người ghét bỏ, không thể lấy chồng, tích lũy chút tiền bạc để sau này Hòa Yến có thể sống ở Sóc Kinh, nhiều tiền một chút, cuộc sống sẽ tốt hơn. Thấy Hòa Vân Sinh không nói gì, Hòa Yến tưởng rằng mình đoán đúng, cười nói. Đừng tiết kiệm nữa, hiện tại ta cũng có bồng lộc. Nàng móc ra hai tấm ngân phiếu, nói nhỏ. Lúc trước thắng trận, đây là chiến lợi phẩm, bệ hạ thưởng, số tiền này ngươi cầm, về làm hai bộ đồ mới cho cha và ngươi. Đối xử tốt với bản thân một chút, người tốt vì lụa ngựa tốt vì yên, người ăn mặc đẹp, các cô nương mới có thể để ý ngươi, phải không? Tiểu cô nương đều thích xinh đẹp, người mặc dù khuôn mặt xinh đẹp, nhưng tính tình không được, phải dùng y phục giả bộ. Hòa Vân Sinh cầm lấy hai tấm ngân phiếu, sau một lúc lâu, mới hỏi. Đánh thắng trận, ngươi đi trên chiến trường sao? Trận nào? Tế Dương Thủy Chiến hay trận chiến ở Lương Châu Vệ, hay là trận chiến Nguyện Đô? Hỏa Yến không ngờ hắn còn chú ý những việc này, gãi đầu, nói. Thật ra, những trận đó, ta đều có tham gia. Hỏa Vân sinh hít một ngụm khí lạnh, khi Hỏa Yến đi vội vàng, chỉ để lại một bức thư. Hỏa Vân sinh sau đó sai người nghe ngóng, trong sóc kinh khi đó chiêu binh, tất cả đi đến Lương Châu Vệ. Từ đó, hắn luôn chú ý đến tin tức Lương Châu Vệ, nghe nói đường xá xa xôi, nhiều người thân thể yếu đuối chết dọc đường, ngày ngày cầu nguyện mong mẹ ruột trên trời phù hộ hòa yến bình an nghe nói lương châu vệ nghèo khó luyện binh vất vả chỉ mong hòa yến làm đầu bếp binh khi nhật đạt mục tử mang binh đến lương châu vệ hắn cùng hòa tuy không ngủ suốt đêm sau đó tự an ủi rằng hòa yến chắc không sao nàng không thể chống đau nổi lại linh hoạt có thể không gặp địch nhân tế dương thủy chiến nhuận đô thủ thành tóm lại từ khi hòa yến nhập ngũ hòa tuy và hòa vân sinh trải qua thời gian vô cùng khó khăn nếu không sợ người nhà họ phạm tìm hiểu bắt được tung tích của Hòa Yến, hai người đã thu thập quần áo tự mình đuổi tới Lương Châu. Ta không phải đã nhờ người gửi lời nhắn cho các ngươi sao? Hòa Yến hỏi, Hòa Vân sinh nhíu mày suy nghĩ một hồi, nói. Có hai lần, nhưng rất ngắn, chỉ là viết tờ giấy ném vào nhà, không thể gặp mặt một lần, không biết tình hình của ngươi bên đó. Nói đến đây, Hòa Vân sinh vừa tức giận vừa lo lắng. Ngươi lúc đó nghĩ sao mà nhậm ngũ, ngươi là một cô nương, không ai nói nữ tử không thể nhập ngũ. Hỏa Yến sợ hắn nói rông dài, cắt lời. Hơn nữa ngươi xem ta bây giờ bình an vô sự mà. Đúng rồi, cha hiện tại không làm giáo ý, người nhà họ Phạm có tiếp tục gây rối không? Hỏa Vân Sinh lắc đầu. Mấy tháng trước, người nhà họ Phạm không đến. Hắn châm biếm. Bọn họ đánh chửi chúng ta đều nhận, đại khái cũng biết tiếp tục không có ý nghĩa, nghe nói Phạm Lão ra lại có một con, không để ý đến chuyện cũ nữa. Hỏa Yến không thể không ngạc nhiên, Phạm lão gia bao nhiêu tuổi rồi, còn có thể già mới có con, thật khiến người không biết nói gì. Ngươi theo ta về nhà đi." Hỏa Vân Sinh nhìn Hỏa Yến, "Cha tối nay sẽ về, ngươi trở về, cha gặp lại ngươi không biết vui mừng biết bao." Hỏa Yến lắc đầu, "Bây giờ ta chưa thể trở về." "Vì sao? Vân Sinh?" Hỏa Yến kiên nhẫn nhìn hắn, "Thân phận của ta bây giờ rất vi diệu, hàng xóm đều gặp qua ta, nếu bị nhận ra, sẽ có phiền phức." Dù ta muốn gặp cha, cũng không phải ở nhà. Hơn nữa, hiện tại không phải thời điểm tốt. Nàng nhét ngân phiếu vào tay Hòa Vân Sinh. Hôm nay ta đến chỉ để xem ngươi. Thấy các ngươi vẫn ổn, ta yên tâm. Ngươi quay về nói với cha ta không sao. Chờ vài ngày nữa, chúng ta sẽ tìm một chỗ gặp mặt. Hòa Vân Sinh có chút ủy khuất, khó khăn gặp được, nhưng lại phải trốn tránh, như thể không nhận ra người đồng dạng. Nhưng trong lòng hắn cũng biết, Hòa Yến nói không sai. Vậy ngươi làm sao? Hắn nhét ngân phiếu trở lại tay hỏa yến. Ngươi không phải cũng cần bạc sao? Ngươi tự cầm đi, hơn nữa ngươi bây giờ ở đâu? Tử điếm sao? Tử điếm rất không an toàn, nghe nói rất nhiều hắc điếm. Hỏa yến lười đầy qua đầy lại với hắn, trực tiếp nhét ngân phiếu vào ngực hắn, nói. Ta còn nhiều, một chồng giày, cần lúc nào dùng lúc đó, không cần ngươi tiểu hài tử này lo. Hiện tại ta không ở khách sạn, sai người tìm nhà thuê, trước mắt ở tại quý phủ của bạn. Bạn. Hòa Vân Sinh dựng tay lên, cảnh giác nhìn nàng, vội vàng truy vấn. Bạn gì, quen ở Lương Châu vệ, bao nhiêu tuổi, nam hay nữ? Hòa Yến. Dáng vẻ này, làm sao không giống như phụ thân quản nữ nghi ngủ lại bên ngoài. Nàng nghĩ thầm, nếu nói tên tiêu giác ra, Hòa Vân Sinh chắc chắn tối nay muốn đi theo nàng về tiêu phủ, dù sao Hòa Vân Sinh vẫn còn nhớ câu nói đó của Hòa Yến. Nếu ta là nữ tử, ta tất chỉ ái mộ mình hắn khóe miệng hòa yến giật một cái, nhất thời không thể tưởng tượng cảnh hòa vân sinh và tiêu giác đứng cùng nhau, nửa ngày sau mới nói. Tiểu hai tử quản nhiều như vậy làm gì, tóm lại là người lớn là được. chương 195, trêu chọc. Khó khăn đã qua, Hòa Yến cuối cùng đưa hai tấm ngân phiếu cho Hòa Vân Sinh, cẩn thận dặn hắn không được kể chuyện gặp mình cho ai ngoài Hòa tuy biết. Hòa Vân Sinh không kiên nhẫn nói. Ta tất nhiên biết rồi, nhưng ngươi. Hắn nhìn Hòa Yến, ngươi sẽ không biến mất thêm lần nữa chứ. Hôm đó trên thuyền, khi Phạm Thành gặp chuyện, Hòa Yến giả làm thích khách và rời đi, đã nói với Hòa Vân Sinh. Chúng ta sẽ gặp lại. Nhưng không lâu sau, nàng nhập ngũ, Hòa Yến thầm nghĩ, đứa nhỏ này sắp bị mình lừa rồi. Nàng cả nhắc sờ lên đầu Hòa Vân Sinh, nhưng hắn né tránh, nàng cười nói. Yên tâm, bây giờ ta là quan chức, ngay tại Vinh Đừng lo, mấy ngày nữa ta sẽ tới thăm ngươi ngươi cứ yên tâm học hành đệ đệ của ta sau này không thể không có tiền đồ như ta được hòa vân sinh nghiêm mặt lại nói sao có thể chứ tưởng rằng hòa yến sẽ chế giễu mình vài câu nhưng trước mặt hắn là một thiếu nữ cười tươi giọng ôn hòa ta biết vân sinh nhà chúng ta là giỏi nhất hòa vân sinh mặt đỏ lên lẩm bẩm còn cần ngươi nói nữa đưa hòa vân sinh đến ngõ hẻm hòa yến mới cúi đầu quay người đi ra cảnh giác một chút cũng không hại gì sau khi chia tay, Hòa Yến đi trên đường, nghĩ về chuyện Hòa Vân Sinh vừa gặp phải. Sau đó, Phạm Thành vẫn tiếp tục tìm Hòa Tuy gây rắc rối, dù hiện tại mọi chuyện yên ổn vài ngày, ai biết sau này có tái diễn không. Chức quan của nàng có thể tạo áp lực cho nhà Phạm, nhưng năm đó Hòa Đại tiểu thư thường xuyên đến khóc lóc trước cửa nhà Phạm, ai trong nhà họ Phạm cũng nhận ra nàng, dễ dàng bại lộ thì không ổn. Cần phải bàn bạc kỹ hơn, nhưng điều làm nàng vui là Hòa Vân Sinh đã thật sự trưởng thành nghĩ đến đây hỏa yến cũng nở nụ cười thiếu niên này bây giờ đã có bản lĩnh của một nam tử khi đối mặt với sự chế nhạo không còn phản ứng nóng nảy như trước hắn đã biết nhẫn nhịn khiến người ta vừa đau lòng vừa mừng vì sự trưởng thành của hắn đang suy nghĩ bất giác nàng đã đến cổng nhà tiêu ra lúc này đã là chiều muộn gã sai vặt thấy hỏa yến cười chào hòa công tử rồi tránh ra cho nàng vào hỏa yến cảm thấy ấm lòng Người nhà Tiêu gia đối với nàng thật thân thiện. Khi vào đến trong nhà, Hỏa Yến đi về phía viện tử, nàng không biết Tiêu Giác đã trở về chưa. Nếu hắn về, nàng muốn nói chuyện tương lai với hắn. Nhưng khi đến hành lang, nàng gặp Bạch Mộ Vi đang phân phó hạ nhân làm việc. Hỏa Yến rất có cảm tình với Tiêu đại nãi nãi này, nàng tính tình ôn nhu, lại rất biết cách chăm sóc tâm trạng người khác. Nhìn thấy Hỏa Yến, Bạch Mộ Vi cũng ngạc nhiên một chút rồi cười nói: "Hòa công tử Hỏa Yến gật đầu chào. Phu nhân, Hoài Cần chưa về nhà. Bạch Mộ Vi hỏi Hòa Yến. Hòa công tử đã dùng cơm chưa? Nếu chưa, muốn ăn gì, ta sẽ bảo phòng bếp nhỏ làm chút đưa đến phòng công tử. Không cần phiền phức, Hòa Yến vội trả lời. Ta vừa ăn ở ngoài rồi. Nàng vừa mới lĩnh thưởng và cùng Hòa Vân sinh ăn chút điểm tâm trong quán trà, tuy không tinh tế như tiểu lâu, nhưng cũng không tệ. Hòa Vân sinh ít khi ăn ngoài, ban đầu còn e rè, nhưng sau đó thì ăn rất vui vẻ bạch mộ vi cười nói vậy thì khi nào đó sẽ làm tiếp nàng nhìn hòa yến hòa công tử là người bạn đầu tiên mà hoài cẩn mang về ở lương châu rất chiếu cố hoài cẩn không có không có là đô đốc chiếu cố ta hòa yến thẹn thùng hoài cẩn ít khi thổ lộ tâm tình đối đãi ngươi như vậy chắc chắn là vì hòa công tử đáng để thật tình giao tiếp bạch mộ vi cảm thán hắn thường ngày ít bộc lộ bản thân nhưng nếu có gì không tốt, mong hòa công tử giúp đỡ. Đứa nhỏ này tốt bụng, lại hay biểu hiện như không gần gũi. Đồ đốc rất tốt, hòa yến mỉm cười, mọi người đều biết. Bạch mộ vi thấy nàng không giống như qua loa, cũng nhẹ nhàng thở ra. Vậy thì tốt, hắn thường chỉ có một mình, bên cạnh không có cô nương nào biết chăm sóc. Nói đến đây, bạch mộ vi như nhớ ra điều gì đó, hỏi hòa yến. Đúng rồi, hòa công tử, ngươi gần gũi với hoài cẩn, có biết tại sao hắn lại có mâu thuẫn với Trầm Đại Tiểu Thư không? Trầm Đại Tiểu Thư. Hỏa Yến hỏi. Trầm Mộ Tuyết sao? Bạch Mộ Vi nhẹ gật đầu. Hai người họ thế nào? Lần này các ngươi hồi kinh, Trầm Đại Tiểu Thư không đi cùng. Ta nghe nói là do Hoài Cần muốn gấp rút đến Nguyện Đô, không muốn để Trầm Đại Tiểu Thư mệt mỏi vì đi lại. Nhưng, Trầm Đại Tiểu Thư đã về kinh trước, hai người họ lại không gặp nhau, thường thì Trầm Đại Tiểu Thư sẽ đến quý phủ. Thấy Hỏa Yến lắng nghe chăm chú, Bạch Mộ vi giải thích. Trầm gia có quan hệ thân thiết với chúng ta, có lẽ Hòa công tử cũng biết rồi. Năm đó, khi phụ thân gặp chuyện, chỉ có Trầm Bá Bá trong triều dám đứng ra giúp Tiêu gia. Trầm Đại tiểu thư từ nhỏ đã thích Hoài Cẩn, hoạn nạn gặp chân tình. Mặc dù Hoài Cẩn lạnh lùng với nàng, nhưng vì quan hệ với Trầm Bá Bá, cũng phải chăm sóc mấy phần. Sau này, Trầm Đại tiểu thư trốn theo Hoài Cẩn đến nơi chiến đấu, khi đó chiến tranh loạn lạc, đưa nàng về cũng không an toàn. Trầm đại tiểu thư ở lại chiến trường, học y thuật và giúp đỡ Hoài Cẩn. Trầm bá bá không còn cách nào khác, đành nhờ Hoài Cần giúp chăm sóc con gái. Hoài Cẩn nhận ân tình của Trầm bá bá, cũng che chở cho Trầm đại tiểu thư an toàn trên chiến trường. Hỏa Yến trước đây đã biết Trầm Mộ Tuyết đến chiến trường vì tiêu giác, nhưng không biết chi tiết. Nghe Bạch Mộ Vi kể lại sự thật, trong lòng không khỏi có chút chua xót. Hành động của Trầm Mộ Tuyết rất dũng cảm và trọng tình, như ngày đó tại diễn võ trường Lương Bình đã nói, bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ cảm động và thương tiếc vì nàng nàng nghe thấy giọng mình rất nhỏ giấu trong đó chút cảm xúc phu nhân muốn hai người họ bên nhau sao làm sao có thể bạch mộ vi ngạc nhiên rồi bật cười trước đây ta và như bích cũng nghĩ vậy nhưng sau này thấy hoài cẩn thực sự không có ý với trầm đại tiểu thư liền từ bỏ hòa công tử ngươi gần gũi với hoài cẩn ngươi nên biết tính hắn không ai có thể ép hắn làm gì càng không ép cưới vợ hắn đã không có ý, chúng ta không thể ép buộc, nếu không chỉ hại hoài cần mà còn hại cả cô nương kia. Hỏa Yến nghe vậy, có chút nghi ngờ, chỉ hỏi Bạch Mộ Vi. Ý phu nhân là sao, tài hạ không rõ. Mặc dù không thể làm phu thê, chúng ta vẫn là bạn bè. Trầm Đại Tiểu Thư cũng không chịu tới cửa, có thể thấy được là do chuyện gì đó hai người họ xảy ra mâu thuẫn. Có thể Hoài Cần cũng không phải là người nhỏ nhen, Trầm Đại Tiểu Thư cũng không phải là cô nương cố tình gây sự, ta càng nghĩ, chỉ có một khả năng duy nhất. Nàng nhìn hỏa yến, đôi mắt lóe sáng, trong vẻ mặt ôn hòa, nhiều phần mong đợi. Hỏa yến nhìn nàng không hiểu. Có phải hoài cần có tình cảm với cô nương nào không? Hỏa yến. À. Bạch mộ vi tiếp tục. Nếu như hoài cần có tình cảm với cô nương nào, mọi chuyện sẽ dễ hiểu. Chỉ có như vậy, mới khiến trầm đại tiểu thư đau lòng đến mức không muốn đến cửa. Hòa công tử, ngươi có thấy hoài cần có người trong lòng không? Hỏa yến. Chắc là không, sao lại không có. Bạch mộ vi thoáng thất vọng, nhưng nhanh chóng tiếp tục. Trong lương châu vệ, có cô nương nào từng tiếp xúc gần gũi với hoài cần không? Trong lương châu vệ, ngoài trầm đại tiểu thư, không có cô nương nào khác. Hỏa yến nói đến đây, đột nhiên im lặng. Thật ra, trong lương châu vệ, người gần gũi với tiêu giác chẳng phải chính là nàng. Nhưng tiêu giác thích bản thân nàng, lại còn vì nàng mà tranh cãi với trầm mộ tuyết. Nghe thật không thể tưởng tượng. Bạch mộ vi thở dài. Thế à, thật khiến người lo lắng. Thấy hỏi yến nhìn mình, bạch mộ vi cười khổ nói. Hoài cần tuổi tác đã lớn, sớm nên lấy vợ. Không nói đến chuyện cưới vợ, ngay cả cô nương thích hắn cũng không có. Như Bích và ta đều rất lo lắng, đồng môn trong hiền xương quán bây giờ dù chưa cưới vợ, cũng đã có người đính hôn. Lâm công tử dù chưa đính hôn, nhưng liên hệ với cô nương, nghĩ đến việc cưới vợ cũng không khó. Hoài cẩn. Hỏa Yến không nhịn được mà nói thay cho tiêu giác. Nếu đồ đốc muốn cưới vợ, cũng không khó. Bạch mộ vi nhìn nàng, cười. Thật sự không khó, người khác gả cô nương, bà mối đến đạp cửa. Nhà chúng ta muốn cưới vợ, bà mối đem lễ vật chất đầy sân. Nhưng cái này có ích gì, cô nương thích hắn nhiều, dù tốt hắn cũng không nhìn. Nếu không phải mỗi lần hồi kinh tổ chức yến tiệc, hắn chỉ sợ thấy người ta liền bỏ đi. Hỏa Yến, nàng không biết nói gì, chỉ đành mỉm cười nói đến yến tiệc này cũng sắp đến rồi bạch mộ vi nhìn hỏa yến cười hòa công tử ngươi cũng nên tham gia cùng nghe nói công tử trẻ tuổi tài cao dáng vẻ tuấn tú nếu trên yến tiệc có cô nương thích cũng có thể thành tựu một mối nhân duyên tốt nàng là toàn tâm toàn ý nghĩ cho hỏa yến hỏa yến nghe mà muốn khóc tâm nói tại lương châu vệ bị tổn thương đã đành trở về sóc kinh vẫn không tránh được làm sao chỉ nàng một trái tim qua muôn ngàn thử thách mà không sợ hỏa thiêu sao Hỏa Yến miễn cưỡng nở một nụ cười, nói: "Chuyện này để sau hãy nói, mấy ngày nay ta có chút bận rộn." Bạch Mộ Vi gật đầu, "Công tử bận rộn việc của mình, không cần để tâm, ta chỉ tiện miệng nói thôi." Hỏa Yến sợ nếu tiếp tục nói chuyện với Bạch Mộ Vi, nàng sẽ nói ra những lời đâm vào lòng, nên bận rộn tìm cớ để về viện, vội vàng hành lễ xong liền trở về phòng mình. Về đến nhà, cài cửa lại, Hỏa Yến ngồi phịch xuống trước bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy hoa cỏ trong viện đập tay lên bàn, giận dữ nói: lẽ nào lại có lý này? Nếu có người đến để nàng nhìn Tiêu Giác cùng nữ tử khác chuyện tình trang hoa, nàng sẽ dứt khoát nói cho thiên hạ biết mình là đoạn tụ, có ý nghĩ xấu với Tiêu Giác, xem họ có còn muốn nhờ nàng làm những việc giúp người khác hoàn thành ước vọng hay không. Cùng lúc đó, trong một nhã thất ở tiểu lâu sóc kinh có người đang ngồi, Phino và Sico đứng ở cửa ra vào. Không lâu sau, có người từ ngoài bước vào đó là một nữ tử mặc y phục thị vệ, khoảng 30 tuổi, rất xinh đẹp, tóc dài buộc thành búi tóc nghiêm trang, mặt mày lạnh lùng, có vẻ hơi xa cách. Nàng nhanh chóng tiến vào nhã thất, không nhìn Phi và Xích chỉ hành lễ với tiêu giác và nói. Thiếu gia loan ảnh. Tiêu giác nhìn về phía nàng. Chuyện của Hòa Như Phi có tin tức gì không? Loan ảnh cung kính mở miệng. Trước đây thuộc hạ đã gửi thư cho thiếu gia qua Xích Ô về những sự tích liên quan đến Hòa Như Phi mấy ngày nay lại có phát hiện mới, từ khi phong tướng, Hòa Như Phi chỉ ra kinh một lần trong trận chiến ở Hoa Nguyên, còn lại chưa bao giờ rời khỏi sóc kinh. Trong chiều giao hảo phần lớn là quan văn, quan văn, tiêu giác gõ ngón tay lên chén trà trước mặt, nhạt giọng hỏi. Hắn có quen biết nữ tử nào không? Loan ảnh sướng sờ, rồi đáp. Chưa từng, Hòa Như Phi hiện đã đến tuổi cưới vợ, nghe nói Hòa Đại Phu Nhân đang tìm kiếm thê tử phù hợp cho hắn nhưng hòa như phi dường như không gần nữ sắc ngoại trừ nhị phòng đường muội rất ít giao du với nữ tử nhị phòng đường muội hòa nguyên lượng đích thư nữ hiện là phu nhân của hàn lâm học sĩ hứa chi hằng tên hòa tâm ảnh loan ảnh đáp tiêu giác cúi mặt nhìn chén trà trước mắt sau một lúc hắn hỏi quan hệ giữa hòa như phi và hứa đại nái nái trước đây như thế nào lúc trước hứa đại nái nãi loan ảnh có chút mê mang rồi nói tựa hồ cũng không tệ Lúc trước hứa đại nái nái sức khỏe không tốt, trước khi xuất giá luôn ở trang tử dưỡng bệnh, mặc dù không có chứng cứ chứng minh họ quan hệ thân mật, nhưng sau khi hứa đại nái nái qua đời, hòa như phi tự mình lo liệu tang sự ba ngày ba đêm. Có thể thấy được tình huynh muội thâm sâu. Tiêu giác nhếch mép. Chưa hẳn. Nếu thực sự là tình huynh muội thâm sâu, hòa như phi nên ngăn cản hòa tâm ảnh gả cho hứa chi hằng làm vợ kế, vì đối với muội muội mất sớm của hắn, chuyện này không phải là niềm vui, mà là sự nhục nhã. Hiện tại chuyện gì Hòa Như Phi làm cũng không ngoài ý liệu của hắn, vì giờ Phi hùng tướng quân căn bản không phải. Hòa Như Phi. Chân chính Hòa Như Phi có lẽ đã chết trước khi phong tướng, hoặc có lẽ chưa chết, nhưng Hòa gia tuyệt đối không cho phép một nữ tử chiếm hữu vinh hoa phú quý chuẩn bị cho. Hòa Như Phi, cho nên bây giờ, Hòa Như Phi xuất hiện. Nhưng điều hắn không hiểu là, trong chuyện này, Hòa Như Phi trở thành người được lợi, Hòa gia trở thành thể cộng đồng lợi ích, nhưng nữ tử hòa như phi kia đâu điều gì khiến nàng cam tâm tình nguyện đeo lên mặt nạ lấy tên tuổi hòa như phi để liều mạng lập công yêu mến hòa như phi cũng có thể nhưng thời gian kéo dài quá lâu chân thực hòa như phi trước đây ngốc nghếch chấp nhất kiên định nhưng bây giờ hòa như phi này có thể vì không để lộ phong thanh mà khiến nguyên thân tín toàn bộ chiến tử người thông minh có thể tưởng tượng qua cầu rút ván trước kia Hòa như phi. Chắc chắn giữ nhiều lành ít. Ngươi đi thả tin tức ra. Tiêu giáp nói. Trong trận chiến Hoa Nguyên, Hòa như phi dùng mưu chế địch, đêm lui ngàn dặm, so với trước đây như hai người khác biệt hoàn toàn. Sau đó, ngươi phải giám sát chặt chẽ Hòa như phi, hắn gặp ai, làm gì, không được bỏ sót bất kỳ điều gì. Loan ảnh. Vâng. Tiêu giáp nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, rồi nhìn nàng. Còn chuyện khác, ngươi điều tra thế nào? Loan ảnh hơi run lên. Thuộc hạ đang muốn báo cáo với thiếu gia việc này, ở trang tử ngoài thành, dường như phát hiện binh sĩ may mắn sống sót từ trận chiến minh thủy trước đây. Nhưng họ ẩn náu rất kỹ, người của từ tương cũng đang tìm tung tích của họ. Trước đây tìm được một người, nhưng hắn không tin chúng ta, chưa kịp gặp mặt đã nhảy giếng tự vận. Tiêu giác dừng động tác nâng trà, đặt chén xuống, trầm giọng nói. Các ngươi tiếp tục tìm kiếm những người còn lại, chú ý không để người của từ kính phủ phát hiện khi tìm được người, tức khắc báo cho ta. Hắn nghiêng đầu, thần sắc rất bình tĩnh. Ta sẽ tự mình gặp họ. Đêm đã khuya, từ sát phách truyền đến tiếng động, Hòa Yến đang ngồi trước bàn, trong lòng cảm thấy bất an, đứng dậy, kéo cửa phòng ra, thấy tiêu giác đang bước vào. Nàng gọi một tiếng, đồ đốc, rồi chạy tới. Tiêu giác cúi đầu nhìn nàng, hỏi. Sao ngươi còn chưa ngủ? Hỏa Yến thốt lên. Ta đang chờ ngươi mà. Tiêu giác hơi nhướng mày ta không phải Yến Hạ. Nói xong, hắn chậm rãi bước vào. Hỏa Yến như cái đuôi theo sau, đi hai bước mới lấy lại tinh thần, suy nghĩ hắn nói có ý gì, mặt bỗng đỏ lên. Xích và Phi không theo vào, Hỏa Yến đóng cửa lại, tiêu giác không quen để người khác hầu hạ, trong phòng cũng không có ai. Giờ phút này hắn tựa vào tường, rót hai chén trà, đưa cho Hỏa Yến một chén. Tạ ơn. Hỏa Yến nhận trà, không muốn uống, cầm trà hỏi hắn, Đô Đốc, ta đến để hỏi ngươi một chuyện, khi nào ngươi sẽ đưa ta vào cung? Tiêu giác cởi hai nút áo trên cùng của cầm bào, thờ ơ nói. Ngươi nhớ vào cung làm gì? Chúng ta thắng trận ở Nhuận Đô, Tế Dương và trước đây tại Lương Châu Vệ, bệ hạ tất nhiên sẽ ban thưởng. Trung thu sắp đến, ban thưởng chỉ có nhiều hơn, ta cũng theo Đô Đốc lâu như vậy, bệ hạ dự định khi nào tổ chức tiệc phong thưởng. Để ta sớm mua vài bộ quần áo, diện một lần. Hỏa Yến nói rất hùng hồn. Tiêu giác nhìn nàng chăm chú một lúc, cười mỉm nói. Kiến công lập nghiệp. Nếu không phải hắn nhắc, hỏa Yến suýt quên bản thân từng nói vậy, nhưng lúc này bị hắn đem ra chiêu chọc, nàng cũng không có cảm giác gì. Mặt dạn mày dây gật đầu. Chính là, đã kiến được một nửa, đô đốc sẽ giúp ta hoàn thành, nếu ta được phong đại quan, ngày sau cùng đô đốc là quan đồng liêu, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Tiêu giác bật cười. Nói linh tinh. Hỏa Yến trong lòng có chút nóng này, nàng vội vã tiến cung vì chỉ có vậy mới có thể chạm mặt hứa chi hằng và hòa như phi theo lệnh của các tướng lĩnh thắng trận hồi kinh không lâu trong cung tất nhiên sẽ thiết yến bách quan cùng bàn đó là cơ hội tốt để nàng xuất hiện giờ nàng có thể trực tiếp đến hứa ra và hòa ra ngồi chờ nhưng cách này hiệu quả không bằng cách khác hơn nữa một khi tiến cung cũng là cơ hội tốt nhất để nàng phân rõ liên quan với tiêu giác nghĩ đến đây hòa yến không khỏi có chút thương cảm suy nghĩ lại những lời bạch mộ vi nói ban ngày, càng cảm thấy uể oải. Tiêu giác vốn nhạy cảm, thấy họ yến bỗng nhiên xa suốt thần sắc, hắn dừng lại một chút, hỏi. Sao vậy? Hỏa yến ngẩng đầu, đổi đề tài. Đồ đốc, ngươi và trầm đại tiểu thư cãi nhau sao? Tiêu giác ngơ ngác, rời ánh mắt. Sao ngươi hỏi vậy? Hôm nay ta gặp tiêu đại nái nái trong phủ. Tiêu đại nái nái hỏi ta có biết nguyên nhân ngươi và trầm đại tiểu thư cãi nhau không? Giọng hòa yến cay đắng trước khi ta rời lương châu đi nhuận đô các ngươi còn rất tốt nhưng khi ta thấy đô đốc ở nhuận đô trầm đại tiểu thư không theo cùng lâm huynh nói là vì không muốn để trầm đại tiểu thư mệt mỏi đường xa hiện tại xem ra các ngươi vì cãi nhau mà không đi cùng nhau sao không phải cãi nhau tiêu giác cắt ngang lời nàng là không cần thiết Hỏa yến không cần thiết là sao tiêu giác cúi đầu nhìn thẳng vào mắt nàng trong mắt phun trào cảm xúc mà nàng không hiểu giọng hắn vẫn bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Nàng không phải người gì của ta, sao ta phải mang theo nàng? Hỏa Yến nháy mắt, không khí này, tư thế này, giọng điệu này, thật dễ khiến người ta hiểu lầm. Bình thường tiểu cô nương sao chống đỡ được những điều này? Ngay cả nàng sống hai đời cũng bị trêu chọc tâm thần dao động, trong lòng phải hít sâu vài hơi mới bình tĩnh trở lại. Lời cũng không thể nói vậy, trầm đại tiểu thư luôn bên cạnh ngươi, các ngươi cũng coi là bằng hữu nếu có hiểu lầm gì đó nên nói rõ ra mới tốt a à, không phải cái này hỏa yến nhìn hắn và nói ta muốn nói rằng nếu bệ hạ muốn tổ chức tiệc trước trung thu đồ đốc nhất định phải đưa ta theo ánh mắt nàng không che giấu được sự vội vàng ta chưa bao giờ gặp bệ hạ nếu có thể gặp một lần sau này gặp lại đệ đệ ta cũng có thể khoe khoang với hắn tiêu giáp nhún mày hôm nay ngươi đi gặp hòa vân sinh đúng vậy hỏa yến không che giấu ta rời nhà lâu rồi, người trong nhà đều lo lắng, giờ ta trở lại sóc kinh, nên phải báo tin bình an với họ. Tiêu giác nhìn nàng, ánh mắt sâu sắc. Ngươi nói với họ rằng ngươi ở tại phủ ta. Hỏa Yến giật mình, lập tức phủ nhận. Không, không, làm bẩn danh dự của đô đốc, ta tuyệt đối không làm. Ta chỉ nói là ở nhà bạn bè, không nói cụ thể ai. Chắc họ cũng không đoán được ta ở tiêu phủ. Tiêu giác nghe vậy, cũng không rõ ý nghĩa, nhẹ gật đầu thực ra nói cũng không sao hắn nhìn qua hỏa yến đang ngạc nhiên nhạt nhẽo nói ngươi là thủ hạ đắc lực của ta mối quan hệ giữa chúng ta sớm muộn gì họ cũng biết hỏa yến tiêu giác bây giờ là chuyện gì xảy ra mối quan hệ cấp trên cấp dưới chính đáng bị hắn nói như không khác gì mối quan hệ nam nữ làm người ta đỏ mặt tim run thật không có ý tứ hỏa yến ho nhẹ hai tiếng dù sao trong tiệc cung đô đốc nhớ mang ta theo là được nếu đô đốc mang ta theo sau này ta nhất định sẽ báo đáp ngươi tiêu giáp nhìn nàng từ đầu đến chân vài lần lười biếng nói báo đáp thế nào hỏa yến chưa nghĩ ra hắn cười khẩy một tiếng xoay người đi đến bàn trà thuận miệng nói được lần sau trong tiệc cung hòa đại tiểu thư có thể cùng ta đi hỏa yến trong lòng vui vẻ mắt cong cong cảm ơn phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn